Chương 1. Nguồn. Mê truyện audio com Đêm không sao, ánh trăng đỏ như máu, thần kiếm trong tay, khai mở tế đàn triển khai thuật pháp, xoay chuyển trời đất, tử thường phụ trái, chuyển thừa tai kiếp thang long tại đông, bạch hổ tại tây, chu tước vệ nam, huyền vũ trấn bắc linh từ ngàn xưa, đuổi tà diệt quỷ, thuộc hoàng triều của ta, ngàn năm hưng thịnh, đêm không sao, ánh trăng đỏ như máu, thần kiếm trong tay, khai mở tế đàn triển khai thuật pháp xoay chuyển trời đất, tử thường phụ trái, chuyển thừa tai kiếp thang long tại đông, bạch. Hổ tại tây, chu tức vệ nam, huyền vũ trấn bắc linh từ ngàn xưa, đuổi tà diệt quỷ, thuộc hoàng triều của ta, ngàn năm hưng thịnh, thương vũ hoàng triều 15 năm trước, đương kim thiên hạ thuộc về hiên viên vô cực, hắn nguyên là đại hoàng tử của thương long hoàng triều, vì cướp lấy đế vị, không tiếc sát phụ thí huynh, giết cha, hại anh em. Sau một trận dài tranh đấu đẫm máu, sau cùng thuận lợi lấy được đế vị, từ đó đêm quốc hiệu đổi thành thương vũ, sau khi hiên viên vô cực kế vị, liền. Vận dụng vô số nhân lực cùng tiền tài để xây dựng lại cung điện và hành cung. Trừ lần đó ra, hiên viên vô cực luôn tự mình thống lĩnh quân đội hoàng gia, chinh chiến tứ phương, thiết lập quyền thống trị, đi đến đâu đều gian dâm bắt người cướp của, hết sức tàn bạo làm cho dân chúng các nơi đều lâm vào hoảng loạn cùng sợ hãi. Trong vòng 10 năm, Hiên viên vô cực đã trở thành một đế vương tàn nhẫn bạo ngược đem thương vũ hoàng triều gồm tất cả các lĩnh vực tăng lên gấp 3 lần, sau khi tạm thời thỏa mãn với những gì đạt được, hắn lĩnh quân trở về kinh đô, trong hoàng cung hoa lệ sống một cuộc sống xa xỉ dâm loạn vô cùng, vương giả vô đạo, nhân dân ngày càng ai oán, các nơi bắt đầu có sự phản kháng, có nơi tiến hành khởi nghĩa tại chỗ, cũng có tổ chức tiến hành vào cung ám sát. Nhưng tất cả đều thất bại, hành thích vua là phạm trọng tội, mặc kệ là bị oan, hoặc chỉ có quan hệ bằng hữu với kẻ mang tội ám sát thì không ai thoát khỏi cái chết dưới khổ hình của hiên viên vô cực khải tấu bệ hạ, kẻ hôm qua ban đêm vào cung ám sát, sau khi bị nghiêm hình bức cung đã khai ra hắn họ sở tên Yến, người của Lật Châu, cửu tộc của hắn có tổng cộng 439 người, tất cả đều đã bị bắt giam tại Thiên Lao, chờ xét xử. Chưởng quản hình bộ đại nhân bước về phía trước, cung kính hồi báo, giết hết. Đem toàn bộ đầu người treo lên tường thành, Ta muốn bọn dân đen kia nhìn mà làm gương xem bọn chúng có bao nhiêu can đảm, có bao nhiêu cái đầu có thể chặt. Ngồi trên ngai vàng, một nam nhân vừa nhấc tay phê bút vào sớ, tay kia đang vuốt ve một nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên đùi mình, bệ hạ. Nhiều người như vậy đều đem đầu treo lên tường thành, không phải muốn hù chết người hay sao? Mỹ nhân thân thể mềm mại khẽ chuyển động, liền nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn Mỹ không cảm xúc của nam nhân là một cặp mắt với mâu quan vệ huyết, không khỏi kinh sợ mà thở ra tiếng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin nam nhân xinh đẹp hơn nữ tử này chính là Hiên Viên Vô Cực, thân hình nam tính, trắng chắc bị che dưới lớp y phục xa hoa, một đôi mắt đen sâu thẳm không thể che đi tà ý, xinh đẹp lại tà ác, trong vạn phần tôn quý lại tỏa ra khí chất hắc ám mãnh liệt. Ta không thích phản kháng, không ai có thể phản kháng ta. Hiên Viên Vô Cực nghiêng người, mở miệng khẽ liếm vành tai mỹ nhân vừa lòng khi nhìn thấy nàng run run nhẹ nhàng. Đừng sợ a, à, chỉ cần nàng nghe lời sẽ không có chuyện gì. Thật ra chết đối với bọn hắn bất quá chỉ là trách phạt nhẹ, vì ít nhất ta đã cho bọn hắn chết được dễ dàng, không phải sao? Bệ hạ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào cặp mắt mê người nhưng không hề có cảm tình của hiên viên vô cực. Khải tấu bệ hạ, đem qua thuộc hạ quan sát tin tưởng, có một chuyện muốn thượng tấu. Trên triều lại có một người đi ra tay cầm tấu chương thì thầm. Sao thiên lan xuất hiện ở phương đông, lúc mờ lúc sáng, lóe ra liên tục, đây là một dị tượng trước đây chưa từng gặp qua, chỉ sợ không bao lâu sẽ có thiên tai giáng xuống. Tránh không được thì để nó phát sinh đi. Hiên viên vô cực khóe miệng đạm xá, lơ đỉnh, bệ hạ. Đại thần dương mắt kinh ngạc không biết phải làm sao. Như thế nào? Ta muốn nhìn xem ông trời làm sao tiêu diệt thương vũ hoàng triều của ta. Hiên viên vô cực không kiên nhẫn hí mắt, khi mở mắt ra thì đã không còn nhẫn nại, lui ra, lại mượn miệng đầy hư ngôn của mấy lão già tế thần, tất cả cút hết, ta hiện không muốn nhìn thấy các ngươi. Dạ, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, nhưng vì bảo giữ cái mạng, bọn họ cái gì cũng không nói trầm mặt lui ra, tiểu mỹ nhân, bây giờ vì ta mà muốn một điều a. À. Hiên viên vô cực đem mỹ nhân trong lòng đẩy ra một chút, thấp giọng phân phó, bệ hạ, nhưng còn có người ở đây, như vậy không thích hợp, nàng mở miệng ó chút khó xử, khóe mắt thoáng nhìn trong đại điện vẫn còn một người đang đứng, hạ duyên vệ, ngươi vì sao không lui ra? Ngươi nên biết cho dù ngươi có quý đến đâu ta vẫn có thể giết ngươi. Hiên viên vô cực lấy tay chống cằm tự như đang cười nhìn nam tử phía trước, hạ duyên vệ là quốc sư của thương vũ quốc, tời thời điểm hiên viên vô cực vẫn còn là hoàng tử. Hạ Duyên Vệ vẫn còn là một gã quan tế ti trong triều, nhưng hắn lại tự xưng mình là người biết tin thông thuật âm dương ngũ hành, thông hiểu huyền bí thiên địa. Hắn cũng nhìn ra được giả tâm của hiên viên vô cực cũng giống như chính mình cho nên cam tâm tình nguyện nghịch lại ý trời, phụ tá hiên viên vô cực sát phu thí. Huynh, cướp lấy thiên hạ. Sau hắn được phong làm quốc sư, chiếm được vị trí dưới một người trên vạn người, bệ hạ, chuyện này so với dự định của ta đã đến sớm hơn, lúc trước ta giúp ngài xưng đế đã là nghịch lại ý trời, hơn nửa ngày nay ngàn vạn dân chúng đều mang quán niệm làm cho sao thiên lang xuất hiện. Hạ Duyên Vệ dùng một âm thanh khoan thai từ từ nói. Thiên tai giáng xuống phải có phòng. Nhà. Như vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Hiên viên vô cực thản nhiên chọn cao một đạo mi, trướng cao một bên chân mày, thuộc hạ xác thực đã có một đối sách, nhưng việc này cơ mật, không thể có người thứ ba biết được. Hạ Duyên Vệ nhìn thoáng qua mỹ nhân bên cạnh hiên viên vô cực, cẩn thận mở miệng, không sao, chỉ là một ả đàn bà. Lúc trước ta không tiếc làm trái ý trời để bệ hạ xưng đế mới xảy ra trận thiên tai này, nay oán khí của cổ nhân không ngừng kết tụ, nếu trực tiếp đánh vào bệ hạ không chết xin bị thương nặng, một phương pháp hóa giải duy nhất chính là triệu hồi cổ tứ linh đến hộ vệ, giờ đi cổ oán niệm mãnh liệt từ trước đến nay chưa hề có. Hạ duyên vệ trong mắt hiện lên sự quả quyết, tiếp tục nói, để thỉnh được cổ tứ linh phải dựa vào những thực thể, trong những hoàng tử và hoàng nữ của bệ hạ phải chọn ra bốn người, bởi vì bọn họ là cốt nhục của bệ hạ rất thích hợp để dời đi oán niệm trên người bệ hạ. Thuộc hạ sẽ khai đàn làm phép, triệu hồi thượng cổ tứ linh nhập vào, như vậy có thể tiêu miễn tai họa, giúp cho thượng vũ hoàng triều tránh đi tai kiếp. Chật chật, hạ duyên vệ người muốn ta đem mạng của bốn vị hoàng tử để bảo trì mạng của chính ta và thương vũ hoàng triều sao? Hiên viên vô cực cười lạnh vài tiếng, bệ hạ. Con gánh kiếp nạn cho cha có gì không đúng? Thật ra bốn vị hoàng tử cũng không lập tức phải chết, thuộc hạ thỉnh thượng cổ tứ linh nhập vào trên người các hoàng tử, ít nhất có thể duy trì 15 đến 20 năm, chờ thời gian vừa đến, thượng cổ tứ linh sẽ rời đi, cho đến lúc này nếu oán niệm chiến thắng bốn vị hoàng tử thì bọn họ mới có thể gặp tử kiếp. Hạ duyên vệ ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hiên Viên vô cực nói, thiên hạ này cũng là ta nghịch thiên đoạt được cho dù muốn ta lại tiếp tục vẫn thần nghịch thiên ý ta cũng sẽ nghĩ ra phương pháp giúp ngươi bảo vệ Giang Sơn. Phương pháp này ít nhất có thể đổi được 20 năm hòa bình, nếu bệ hạ bận tâm đến an nguy của các hoàng tử, trong thời gian đó ta sẽ tìm ra phương pháp khác. Hiên viên vô cực không nói, nhìn hạ duyên vệ với ánh mắt trực lửa giả tâm và cùng vọng, đây là hai con người vì thành tựu của chính mình, cho dù nghịch lại ý trời, phản lại thần thánh cũng không tiếc miệng hắn bất giác chậm rãi dơ lên, lộ ra một tiếng cười biến hóa kỳ lạ, chuẩn thanh sở tấu. Đồng ý với những gì vừa nói, bệ hạ, việc này không thể để người thứ ba biết được, ngay cả nhóm hoàng tử được chọn cũng không thể để họ được biết. Hạ Duyên Vệ lại nhìn về phía Mỹ nữ đang lùi về phía sau, vì đã nghe được kế hoạch tà ác của bọn họ mà cả người phát trung lại đây với ta. thiên viên vô cực vương tay, ngữ điệu tràn ngập sủng ái, Mỹ nhân tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng chính mình vẫn miễn cưỡng đứng lên. Bước chân khẽ rung đi về phía hiên viên vô cực, thời điểm sắp đến gần hắn, cổ tay tuyết trắng nháy mắt bị hắn giữ chặt, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã bị kéo vào trong lòng hắn, bệ, bệ hạ, nô tỳ đối với ngài luôn trung tâm, cái gì cũng sẽ không nói, thỉnh, thỉnh ngài tha cho nô tỳ. Nàng cười nhưng gương mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra sợ hãi. Ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng tiếc là chỉ có người chết mới giữ được bí mật hắn nói nhẹ, nhưng nhanh chóng dùng bàn tay to lớn với tư thái ôm nhu nắm lấy cái cổ như ngọc của mỹ nhân, theo giọng điệu của hắn ngày càng ôm nhu thấp trầm, bàn tay nàng càng nắm chặt, a, à, không, không cần, mỹ nhân kêu lên sợ hãi, hơi thở dần dần chuyển sang yếu ớt, với lực tay ngày càng mạnh mẽ của hắn, nàng chỉ có thể như một con cá không nước vô lực dãy dụa, hừ, rất nhanh sẽ qua, ta đã nói không thích có người ngược ý ta, thiên viên vô cực cúi đầu hôn lên nàng, hoàn toàn cắt đứt không khí của nàng, cho đến lúc người trong lòng hắn không còn dãy dụa không còn hơi thở, hiên viên vô cực mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ vuốt cánh môi không còn màu sắc của nàng nói. Hiểu chưa? Cho nên dù ta muốn ngươi chết ngươi cũng phải nghe lời nói của ta. Hiên viên vô cực xem như không có việc gì, đem thi thể mỹ nhân thả xuống, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Hạ Duyên Vệ nói. Hạ Duyên Vệ đã không có người thứ ba, chuyện này theo ngươi sẽ làm như thế nào để ta có thể nhìn thấy năng lực của ngươi đi thuộc hạ tuân mệnh hạ duyên vệ lượt một tiếng quỳ xuống đối với hiên viên vô cực cung kính dập đầu vài cái vào ban đêm của ngày hiến tế ánh trăng quỷ dị màu đỏ tươi như máu hạ duyên vệ từ lúc hiên viên vô cực lựa được trong số nhi tử ba nam đồng cùng một anh nữ đã để bọn họ mặc bộ đồ màu trắng tràn ngập phù chú từ sớm đã đứng ở bốn phi trên đài cao sau khi hắn liên tiếp niệm xong các chú văn hắn ra lệnh các quan nhân đem nhóm các hoàng tử xuống đài, không quan tâm biểu tình thất kinh của bọn họ, lệnh cung. Nhân giữ chặt đầu và vai các hoàng tử, lấy đi quần áo trên người, cuối cùng đem ra một con cái ấn nhỏ như đồng điếu khắc biểu tượng của thượng cổ tứ linh thần đặt vào trong lò lửa, giữ chặt bọn họ. Hạ Duyên vệ lạnh giọng ra lệnh, đem dấu ấn đồng điếu đang cháy nóng ấn trên lưng của những đứa trẻ được chọn lựa. Ái! Tiếng khóc thê lương vang lên trong màn đêm, dung hợp với mùi da thịt bị đốt làm cho các cung nhân, nô tỳ, thái giám trong cung, không khỏi sợ hãi, liên tục chải tóc, không đành lòng nhưng cũng phải đứng nhìn tiếng kêu thê lương sau một lát liền biến mất, dù sao thân thể còn nhỏ không thể chịu được đau đớn làm cho nhóm hoàng tử đều hôn mê bất tỉnh, bệ hạ, nghi thức đã hoàn thành, từ nay về sau, thượng cổ tứ linh đã phân biệt thừa nhận tai kiếp, đã đem chia ra bốn phương, bảo vệ thương vũ. Hoàng triều của ta Hạ Duyên Vệ chấp tay, nói một câu mang hai ý nghĩa. Thỉnh bệ hạ ban cho bốn vị hoàng tử lãnh địa và phong hào, tin tưởng đây chính là bốn vị hoàng tử kiệt xuất, chắc chắn sẽ mang lại cho hoàng triều chúng ta hòa bình cùng yên vui. Nhìn toàn bộ quá trình diễn ra trên tế đài chưa từng rời mắt hiên viên vô cực chậm rãi đứng lên, mặt không chút thay đổi nhìn bốn hài đồng nằm hôn mê trên mặt đất, một đêm đã thay đổi toàn bộ định mệnh cuộc đời họ, Nam Đồng, bé trai 8 tuổi trên lưng mang ấn ký Thanh Long ban thưởng danh hiên viên diễm phong đất Đông Di, trấn thủ vương kỳ chi đông, lãnh thổ ở phía đông. Nam đồng 7 tuổi lưng mang ấn ký bạch hổ, ban thưởng danh hiên viên khiếu, phong đất Tây Hoang, trấn thủ vương kỳ chi Tây, nữ anh trên lưng mang ký ấn chu tước, ban thưởng danh hiên viên phi, phong đất Nam Rất, trấn thủ vương kỳ chi Nam, nam đồng 5 nổi lưng mang ấn ký huyền vũ ban thưởng danh hiên viên lai, nguyên văn là hiên viên đến, phóng đất Bắc Thiện, trấn thủ vương kỳ chi Bắc, từ nay về sau, bắt đầu từ thời khắc này nhóm hoàng tử cốt nhục của hiên viên vô cực đã có được địa vị tối cao của một hoàng tử, nhưng cũng bắt đầu gánh vác một loại tội nghiệp không phải do bọn họ gây ra, ánh trăng đỏ tươi như máu thản nhiên chiếu vào bốn hài đồng đang nằm trên mặt đất, sau giờ khắc này, những câu chuyện kinh tâm động phách như truyền thuyết về bọn họ đã bắt đầu. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio com Tây Hoàng 18 năm sau, phần lớn đất đai ở Tây Hoàng là sa mạc không thể trồng trọt, chỉ riêng sơn mạch bên cạnh ngọn hiên viên vì có nguồn nước do tuyết tan hàng năm mà hình thành những khu đất tươi tốt. Năm đó mọi người theo đường núi đến được khu vực này, lại thấy quanh năm khí hậu bốn mùa đều như mùa xuân, quả thật là may mắn, liền ở lại nơi này xây dựng cuộc sống, tại khu vực này nơi có thể thích hợp để trồng trọt kỳ thật là rất ít, một vùng đất cằn cỗi chỉ có vài dân tộc du mục sinh sống sau hơn 10 năm tranh đấu, các bộ tộc được thống nhất hợp lực tạo thành đô thị, tích lũy cường đại quốc lực Tây Hoàng 18 năm sau. Phần lớn đất đai ở Tây Hoàng là sa mạc không thể trồng trọt, chỉ. Riêng sơn mạch bên cạnh ngọn hiên viên vì có nguồn nước do tuyết tan hàng năm mà hình thành những khu đất tươi tốt. Năm đó mọi người theo đường núi đến được khu vực này, lại thấy quanh năm khí hậu bốn mùa đều như mùa xuân, quả thật là may mắn, liền ở lại nơi này xây dựng cuộc sống, tại khu vực này nơi có thể thích hợp để trồng trọt kỳ thật là rất ít, một vùng đất cằn cỗi chỉ có vài dân tộc du mục sinh sống sau hơn 10 năm tranh đấu, các bộ tộc được thống nhất hợp lực tạo thành đô thị, tích lũy cường đại quốc lực. Tây Hoàng lớn mạnh không phải dựa vào những cuộc chinh chiến đẫm máu mà hoàn toàn dựa vào một loại hàng hóa đặc thù tơ lụa, Hiên Viên thành là một thành trấn hết sức phồn hoa, đây cũng chính là nơi mà người thống lĩnh Tây Hoàng cư ngụ, Hải Đường đứng ở nơi nhộn nhịp nhất trên phố của thành Hiên Viên, hai con mắt trong suốt tỏa sáng nhìn thật giống như một một tiểu động vật đang thèm khát một món đồ, chỉ khác là không có chạy nhanh về phía trước để giành giật. Nàng trừng mắt nhìn về phía những cây tơ lụa đang được xếp thành từng núi nhỏ, tham lam liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Nè tỷ, lịch sự một chút, nước miếng của tỷ đang chảy nhanh xuống đây. Hải đồng đứng ở một bên biểu môi mà cười, thần thái của hắn tình lười, xem ra không chút để ý, thần hình hơi gầy dựa vào một cây cọc gỗ, nhìn thấy một nam nhân cưỡi lạc đà đang tham lam nhìn dung mạo của hải đường, hai mắt đăm đăm không chớp. Hắn cười cười không chút hảo ý, vụng trộm đá một cây gỗ dưới chân ra ngoài, một tiếng phút vang lên, một tiếng kêu rên chật vật, nam nhân từ trên lưng lạc đà lỗ mãn bị ngã té như chó ăn thí, phân ý ạ, à, hải đường không phát hiện trò khôi hài diễn ra bên cạnh, lâu lâu lại kéo kéo cái bao đồ bằng vải thô ở trên vai, ánh mắt vẫn là không rời những giá treo vải lụa xinh đẹp. Dơ tay lên, nàng xoa xoa môi, sợ bản thân không biết kiềm chế mà chảy nước miếng, muốn ta như thế nào lịch sự. Những tơ lụa này có thể sánh ngang châu báu, hoàng kim, đủ chi phí cho chúng ta dự phòng 2, 3 năm nha. Nàng nhỏ giọng, trong lòng ngập tràn cảm xúc ghen tị, cũng khó thách thành hiên viên được xây dựng hoa lệ như vậy cũng chỉ là nhờ dựa vào tơ lụa, Hiên viên khiếu là người thống lĩnh nơi này khẳng định là có một cuộc sống xa hoa vô cùng, tơ lụa Tây Hoàng là vật mà ai cũng muốn có, nơi này sản xuất tơ lụa vừa tinh xảo lại vừa hoa lệ, so với hoàng kim còn trân quý hơn. Thế nhưng bí kíp tạo nên tơ lụa lại là một bí mật không truyền ra ngoài. Các bộ tộc bên ngoài Tây Hoàng đừng nói là một phân lụa, ngay cả nửa điểm biên vải cũng đều không làm được mà chỉ có thể làm ra loại vải bố thô ráp, phải tiêu tốn một khoản tiền nhất định mới có thể mua được tơ lụa do Tây Hoàng sản xuất, bất luận nói như thế nào, người ở Tây Hoàng thật sự là nhờ vào tơ lụa mà kiếm đầy hà bao, túi tiền, tất cả mọi người ở đây đều biết một truyền thuyết đó là người thống trị Tây Hoàng, hiên viên khiếu là con của nữ thần tơ lụa. Trên người hắn có một khả năng chế tạo tơ lụa bí mật, kỹ thuật chế tạo thần kỳ này là do hắn mang đến Tây Hoàng hải đường từ xa mà đến nơi này chính là vì cái phương pháp chế tạo kia không phải là một đống vải sao nhiều lắm chính là chỉ thêm một ít hoa một ít cỏ a à, thật sự đáng giá như vậy sao hải đồng không hưng phấn với điều cuốn hút vị tỷ tỷ sinh đôi của mình nhằm chán thở dài một hơi bởi vì cái phương pháp kia mà hắn bị buộc theo tới tây hoàng bảo vệ vị tỷ tỷ hay xúc động của mình các cô nương xinh đẹp trong tộc vì hắn đi xa mà khóc đỏ cả mắt đến nơi này đã một thời gian hắn đã thật sự rất chán rồi, ngu ngốc, không đáng giá tiền tại sao người ở đây lại bảo vệ cái phương pháp chế tạo kia như bảo vệ cho cốt tổ tiên của mình, kiên quyết không cho người của các khu vực khác biết. Tên nắm thành quyền, đánh một cái vào đầu của hải đồng, có gì từ từ nói, đừng đánh người A, luôn gõ đầu của đệ, đệ thực muốn bị đánh trở thành ngu ngốc. Khuôn mặt tuấn Mỹ của hải đồng nhăn thanh một đoàn, một bên làm như vẻ oán giận, một bên lại dùng ngón tay vuốt mái tóc đen tỷ tỷ nếu đem đệ đánh cho ngu ngốc, làm cho đệ quên đi cách nói những lời tâm tình ngọt ngào, các cô nương xinh đẹp sẽ thật thương tâm mà chết. So với sự đau đớn trên đầu, hắn hờn giận hơn là hải đường kia một chút cũng không nương tay cứ làm rối loạn đầu tóc của hắn, hải đường hừ một tiếng, đảo cặp mắt trắng giả. Đối với trình độ tự kỷ của hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, cặp tỷ đệ sinh đôi xinh đẹp làm cho ánh mắt mọi người khi nhìn thấy đều sáng lên, hải đường ngũ quan tinh tế, hai mắt trong suốt, đôi môi hồng nhuận, đôi má có chút thản nhiên hồng hồng, da trắng như tuyết cùng dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, so ra thật khác với vẻ đẹp của. Người Tây Hoàng, Hải Đồng đứng một bên lại tuấn Mỹ phi phàm, dáng người cao to, hoặc nhìn có vẻ thành thục hơn so với Hải Đường, một vài điểm này thôi cũng có thể quyến rũ các cô nương. Hai người đứng chung một chỗ, chắc chắn sẽ làm cho nhiều người nghĩ thành một đôi tình nhân nhỏ. Chương 3 Nguồn Mê truyện audio.com Bọn họ đến hiên viên thành được nửa tháng, phát hiện muốn lấy được phương pháp chế tạo tơ lụa thật khó như lên trời. Hải đường nghĩ ra nộp phương pháp đơn giản, thừa dịp phủ đệ của hiên viên khiếu muốn mua người vào phủ, nàng dùng tiền mua chuộc một đôi vợ chồng trẻ, lôi kéo hải đồng cùng mạo danh thay thế chuẩn bị trà trộn vào. Hôm nay chính là ngày hiên viên phủ chọn lựa người, vị quan chấp hành chọn lựa thái độ rất ác liệt, nếu thấy người nào đi quá chậm hắn liền có thể tặng cho một cước tâm tình hải đường có chút khẩn trương nhưng cũng tràn ngập quyết tâm yên lặng đi theo hải đồng bên trong đội ngũ bọn họ đến hiên viên thành được nửa tháng phát hiện muốn lấy được phương pháp chế tạo tơ lụa thật khó như lên trời hải đường nghĩ ra nộp phương pháp đơn giản thừa dịp phủ đệ của hiên viên khiếu muốn mua người vào phủ nàng dùng tiền mua chuộc một đôi vợ chồng trẻ lôi kéo hải đồng cùng mạo danh thay thế chuẩn bị trà trộn vào hôm nay chính là ngày hiên viên phủ chọn lựa người vị quan chấp hành chọn lựa thái độ rất ác liệt nếu thấy người nào đi quá chậm hắn liền có thể tặng cho một cước tâm tình hải đường có chút khẩn trương, nhưng cũng tràn ngập quyết tâm, yên lặng đi theo hải đồng bên trong đội ngũ, chỉ cần chiếm được phương pháp chế tạo tơ lụa, người trong tộc có thể có cuộc sống dư giả, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nổi tiếng, không phải lo sợ những ngày tháng lưu lạc nữa, nghĩ đến đây nàng không khỏi. Cước bộ nhanh hơn, hải đường ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía xa một bức tường vừa cao vừa dày. Đó là một kiến trúc rất lớn của hiên viên thành, cũng là nơi ở của người thống lĩnh hiên viên. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang rất lớn, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người dừng cước bộ quay đầu lại nhìn, đi ở phía sau cùng của đội ngũ là một đứa nhỏ, xem ra chỉ khoảng 10 tuổi, bởi vì quan chấp hành đã hắn té trúng cọc gỗ treo tơ lụa. Dây thường bị rớt ra, làm cho tơ lụa rớt xuống ầm ầm toàn bộ lăn xuống dưới, đồng thời đè lên quan chấp hành, đứa nhỏ đứng ở một bên, chỉ biết phát trung, không biết nên làm gì bây giờ, cứu người A, ai mau tới, cứu mạng, quan chấp hành kêu thê thảm, chỉ còn hai tay lộ ra bên ngoài, cả người toàn bộ bị tơ lụa bao phủ. Những thanh tơ lụa rất mạnh, ép cho hắn đến xương cốt cũng muốn chặt đứt, mọi người vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng di chuyển tơ lụa, thật vất vả mới cứu ra được vị quan chấp hành mém nửa bị chôn sống, hắn sắc mặt xanh xao, toàn thân phát đau nhức, tên chết tiệt, người đi đường không có mắt sao ta nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, sau này ngươi vào phủ khẳng định sẽ gây ra nhiều chuyện quấy rối. Chấp hành quan biểu tình dữ tợn, thở phì phì nhìn đứa nhỏ mà gầm rú, sờ tới eo lưng rút ra một cây roi da, hướng đến đứa nhỏ thân hình gầy gộc mà đánh, sau một tiếng ba, cùng với tiếng quật roi là tiếng kêu khóc của đứa nhỏ đường ánh mắt phát ra hào quang, hai đấm nắm chặt, đầu ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay. Bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Hải đồng thấp giọng nói, biết rõ tính cách của tỷ tỷ mình, liền nhanh chóng nhắc nhở. Nhớ rõ, lấy đại cục làm trọng. Còn chưa nói xong, đứa bé bị quất nhịn không được lai like phát ra tiếng kêu khóc kinh thiên động địa, toàn thân hải đường cứng ngắc, đảo mắt đã xông ra ngoài, hải đồng thở dài một hơi, căn bản là không trông cậy nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn khi cha mẹ bọn họ sinh ra hải đường. Ngoài việc cho nàng một dung mạo xinh đẹp bề ngoài, cũng phụ tăng cho nàng một lượng lớn chính nghĩa mà độ chính nghĩa này lại dư thừa nên thường rước lấy không ít chuyện phiền toái mỗi lần đều là hải đồng hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm mới có thể giải quyết đi theo phía sau hải đường thu thập tàn cuộc đã lâu hắn bắt đầu hoài nghi đây chính là thiên chức của hắn chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa mà ông trời sinh ra hắn sao chấp hành quan vẫn cứ dơ cao cây roi mắt nhìn thấy sẽ tiếp tục đánh xuống nhóm người trên chợ tuy rằng không đành lòng nhưng cũng không có một ai dám đứng ra ngăn cản bóng đen chợt lóe, roi lại quăng xuống, đứa bé không ngừng run rẩy. đột nhiên, một bóng dáng kiểu nhỏ màu trắng đứng về phía trước đứa bé, đồng thời ném ra một cây gây gỗ, làm cho roi da cuốn vào cây gậy, lệch đi cái quất tàn nhẫn nên dừng tay đi, ngươi không biết quất như vậy hắn sẽ rất đau sao. Hải đường trong cặp mắt xinh đẹp trong suốt toàn là sự phẫn nộ, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Đứa nhỏ tránh trong lòng nàng không ngừng run run, nàng thấy càng thêm đau lòng, nàng cho tới bây giờ vẫn không thích loại người cậy quyền mà khi dễ người nhỏ yếu, hiện lại nhìn thấy chấp hành quan quốc roi vào đứa con nít, roi kia dường như cũng đang đánh vào trong lòng nàng, nàng làm sao nhịn được, trong đám người vang lên một trận hô nhỏ, không dự đoán được sẽ có người dám can đảm ra mặt ngăn cản chấp hành quan hung ác. Làm cho người khác kinh ngạc hơn người có dũng khí như vậy lại là một nữ tử trẻ tuổi có thân hình nhỏ nhắn, chấp hành quan đá cây gậy gỗ, nghiến răng nghiến lợi trách móc nữ nhân ngu ngốc này chẳng lẽ không biết ta là ai sao ta muốn làm cái gì cũng không đến lượt ngươi xen vào hắn hung tợn trừng mắt nhìn hải đường trước mặt mọi người bị hạ uy cảm thấy thật mất mặt càng mất mặt là nữ tử trẻ tuổi này cũng là người hôm nay mới mua vào phủ còn chưa bước vào cửa lớn đã có người tạo phản nếu như bị khiếu vương hoặc là tổng quản biết được khẳng định sẽ trách hắn làm việc bất lực sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, quyết tâm phải giết già làm hầu, kiểu như thị uy, làm gương cho kẻ khác. Mặc kệ ngươi là ai, muốn ức hiếp đưa nhỏ như vậy là không được. Hải đường nói lại, không chút sợ hãi, trong lòng nàng cũng biết chọc giận quan chấp hành là không tốt còn khiến người khác chú ý, nhưng bản tính chính nghĩa của nàng lại không cho phép nàng đứng nhìn đứa nhỏ bị ức hiếp, nên bất chấp lao thân ra cứu đứa nhỏ này, hải đồng lắc đầu, cũng đồng tình với tỷ tỷ, Hắn đang dự định sẽ ra tay khi cây roi kia quất xuống, tránh cho tỷ tỷ phải bị thương. Nhưng đúng lúc này lại gặp chuyện như vậy, khiến cho việc tiếp cận hiên viên khiếu lại càng trở nên khó khăn. Tiện nhân không biết sống chết, nếu không dạy dỗ ngươi, đến khi vào phủ không chừng ngươi còn muốn kiện lên khiếu vương. Quan chấp hành vừa mắng vừa thẳng tay quất xuống. Ban đầu là Quất Thị Uy sau nhắm ngay người của Hải Đường mà đánh xuống, Hải Đường nhắm mắt, cắn chặt răng chuẩn bị đón nhận roi da nhưng tay vẫn bảo vệ ôm lấy đứa nhỏ kia. Nàng biết khi roi kia vung lên thì không thể tránh được. Nàng cũng có thể xem là có chút kinh công, nhưng vì ôm đứa nhỏ nên không thể chạy được. Hải đồng nhíu mắt lại, vừa định ra tay thì có một cục đá ném tới. Hắn vội vàng dừng động tác, vì đã có người nhanh hơn hắn một bước. Hai đường sáng hiện lên, cây roi da chưa kịp đụng đến hải đường đã bị đứt thành hai mảnh. Cây roi da lúc này nhìn như một con rắn chết, mất đi sự oai dũng ban đầu quan chấp hành cực kỳ phẫn nộ không nghĩ tới có nhiều người chống lại hắn như vậy ném đi khúc roi còn lại trên tay quay đầu hét lên điên cuồng lại tên nào không biết sống chết muốn quản chuyện của ta ta đây là hiên viên phủ chưa nói xong nhìn thấy người nọ hắn cứng họng sắc mặt trở nên tái nhật bốn phái bỗng nhiên trở nên im lặng đáng sợ ngay cả hô hấp cũng khó khăn cảm thấy không đau đớn hải đường cảm thấy có sự khác thường bèn mở một con mắt xác định không có nguy hiểm mới tiếp tục mở thêm con mắt còn lại, nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh, sao lại thế này? Mọi người sao cứ như là bị điểm huyệt, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn về đằng kia, còn có chấp hành quan tại sao lại như con chuột nhìn thấy con mèo, trung trung như đang lạy trên mặt đất, nàng nhìn theo hướng mọi người, thấy người đã ra tay cứu nàng, tầm mắt vừa tiếp xúc với đối phương. Trong nháy mắt nàng cũng tự hồ như nín thở, nàng thật sự sai lầm rồi, so sánh con chuột ác độc chưa hẳn phải là gặp mèo đâu. Nam Hân cao lớn đứng đằng kia tuyệt đối xứng với mảnh hổ, Nam Hân đó có sức uy hiếp thật lớn, ngồi trên lưng ngựa, con mắt đen thâm sâu nhìn lại đây, thần sắc trầm tĩnh làm cho người khác không đoán được suy nghĩ của hắn. Ngũ quan rõ ràng, làn da ngâm đen, cho dù ánh nắng mặt trời giữa trưa cũng không làm mềm đi ánh mắt lạnh lẽo, làm cho bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy phát trung, hắn lúc này bởi vì giận mà làn môi có vẻ tái đi, lại càng tăng thêm tính dọa người, hải đường trong lòng bắt đầu đồng cảm với quan chấp hành. Cũng khó trách thái độ của hắn lúc này, gặp phải một mảnh hổ lẫm lẫm uy phong mãnh liệt như vậy chưa sợ tới mức ngất đi đã là rất khá, khiếu, khiếu vương, quan chấp hành, âm thanh run run quỳ rạp trên mặt đất, thời tiết tuy nóng nhưng hắn lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nghe chính miệng quan chấp hành phát ra lời xưng hô dọa người như vậy, khiến cho hải đường cũng cứng họng, đôi mắt trong suốt như thủy tinh thiếu chút nữa cũng muốn rớt ra ngoài nàng hoàn toàn không thể tin được, nam nhân trước mắt nàng chính là hiên viên khiếu, nàng vẫn cho rằng người có thể thống lĩnh toàn bộ Tây Hoàng phải là một người lớn tuổi, hơn nữa Tây Hoàng phùng thịnh như vậy người thống trị cũng chỉ là nên ngồi không mà hưởng tất nhiên cơ thể cũng phải vì vì đô đô mới đúng. Thật không ngờ, sự thật cùng với sự tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác biệt, thân là người thống trị Tây Hoàng, hiên viên khiếu, mặt không hoa lệ, trên người chỉ là quần áo đơn giản màu đen ti sam làm cho khí lực của hắn càng thêm to lớn, xảy ra chuyện gì? Hiên viên khiếu nhăn mày, trầm giọng hỏi, chấp hành quan run run, lau mồ hôi lạnh. Hắn vừa muốn giải thích thì hải đường đã nhanh bước ra, ngươi chính là chỗ dựa cho người này sao? Đến cũng thật đúng lúc. Đứa nhỏ này tuy rằng phạm sai nhưng cũng không đến mức phải bị quất nha. Nàng đem đứa nhỏ đang run run lên phái trước người, ngửa đầu nhìn hiên viên khiếu đang ngồi trên lưng ngựa nàng phải lấy hết dũng khó mới dám nhìn thẳng vào con mắt đen sâu không đáy kia khi nhìn trực tiếp khuôn mặt tràn đầy vẻ nam tính hải đường mới phát hiện hiên viên thiếu chẳng những không già ngũ quan lại rõ ràng thậm chí có thể nới là anh tuấn đôi mắt cặp môi đều cực kỳ xinh đẹp nếu thần sắc của hắn không quá đáng sợ thì với gương mặt kia sẽ làm cho không biết bao nhiêu cô nương đem lòng mê luyến hiên viên khiếu nhíu mày cảm thấy kinh ngạc khi xuất hiện một tiểu cô nương có lá gan thật lớn dám nhìn hắn nói chuyện nàng vất vả ngửa đầu, cặp mắt trong suốt di động cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của hắn, không giống như những cô nương bình thường khác khi tiếp xúc với hắn liền kinh hoảng té xỉu, ngươi là ai? Nhìn dáng người cùng cách ăn mặc của nàng, hắn xác định nàng không phải là người trong phủ của hắn, khiếu vương, đây là tiện nha đầu hôm nay mới tuyển, còn chưa vào phủ đã nàng đã muốn dương oai, thuộc hạ đang muốn giáo huấn nàng làm cho nàng biết mà nghe lời một chút. Cướp được cơ hội nói chuyện, quan chấp hành cuốn quyết nói hải đường quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn quan chấp hành tức giận làm cho nàng muốn dùng chân đá cho hắn một cái ta dương oai rõ ràng ngươi ỷ thế hiếp người nếu ngươi không dùng roi đánh đứa nhỏ này ta cần nhảy vào sao ta chỉ là gặp chuyện bất bình nàng nổi giận đùng đùng nhìn thấy đứa nhỏ cánh tay đang chảy máu nàng vội vàng cúi đầu thổi thổi muốn giúp đứa trẻ giảm đi đau đớn vô thức đang làm như cách thức mà mẫu thân vẫn thường dùng để chăm sóc nàng, chủ là đánh vài roi. Quan chấp hành biện hộ, ngươi chẳng lẽ không biết, roi kia đánh lên trên người sẽ rất đau sao? Đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ, không dám nhìn vào ánh mắt của hiên viên khiếu, chỉ là dựa vào trong lòng của hải đường mà run run. hiên viên khiếu nhìn chăm chú hành động của nàng. Nàng cẩn thận, ôn nhu toàn tâm chăm sóc chỉ muốn giảm bớt sự đau đớn của đứa nhỏ. Tư thái còn thật sự chuyên chú, không biết vì sao động tác đó đã lặng lẽ tác động vào sâu trong lòng hắn hiên viên khiếu nhíu mày gạt bỏ cảm xúc quái dị vừa mới xuất hiện ánh mắt liếc nhìn quan chấp hành khôi phục lại sự lạnh băng vô tình làm cho bốn phía như gặp trời đông giá rét nàng nói có thật không ngươi đánh đưa nhỏ này hắn vừa nói mọi người đều sợ hãi trục cổ nhìn sắc mặt của hắn quan chấp hành sắc mặt trắng bệch biết đã gặp họa ta ta hắn sợ tới mức nói cũng không được ta nói rồi trong thành hiên viên không được phát sinh chuyện đánh đập người làm, người đã biết rõ lại còn cố phạm. Hiên viên khiếu nghiêng đầu nhìn qua hai khúc roi da trên mặt đất, cặp mắt toát ra vẻ chán ghét. Hắn tuy thống trị Tây Hoàng, nhưng chưa bao giờ sử dụng khổ hình đối với người dân, nhất là những hình phạt cực kỳ tàn ác. Không ai có thể biết rõ hơn hắn, cảm giác roi da quất lên người đau đớn như thế nào. Nỗi đau đó như dùng lửa trực tiếp đốt trên làn da, đau đớn như toát lồng ngực người này ỷ vào thế lực của ngươi cố tình làm bậy, trước cũng ức hiếp không ít người. Hắn là cấp dưới của ngươi, ngươi nên quản lý cho tốt. Có thể đuổi hắn đỡ tránh tiếp tục khi dễ người nhỏ yếu. Hải đường nói như thật, nhìn thấy hiên viên khiếu tỏ ra là người biết đạo lý, không phải là kẻ thống trị ngu ngốc tàn bạo, nên nàng phóng đại lá gan. Trước mặt hắn nói ẩu nói tả, mọi người đều trừng lớn mắt kinh ngạc, cô gái này từ đâu đến đây, nàng chẳng những ngăn cản quan chấp hành, thậm chí có gan giáo húng khiếu vương nên quản lý tốt thuộc hạ, hiên viên khiếu thống trị Tây Hoàng 10 năm chưa bao giờ có chuyện như vậy, ngươi đang chỉ trích ta, cho rằng đây là trách nhiệm của ta. Hiên viên khiếu nheo con mắt đen tỏa ra tiên nguy hiểm, chưa bao giờ có nữ nhân nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Nàng ngửa đầu, tư thái kiêu ngạo cực kỳ giống một con mèo nhỏ không biết trời cao đất rộng, nhưng không nghĩ đến là hắn bị giãn ngược như vậy trong lòng lại không hề có cảm xúc tức giận. Tiểu nữ nhân này thật khác với những nữ nhân hắn đã từng gặp trước đó, tuy rằng dáng người thật nhỏ nhắn nhưng dũng khí lại rất lớn, ta không ám chỉ mà nói cho ngươi biết chính là ngươi giám sát không nghiêm. Hải đường thẳng thắn nói, sau quay đầu nhìn lại bốn phía, có phải nàng vừa nghe thấy tiếng người hút phải một ngụm khí lạnh, hiên viên khiếu cặp mắt sáng như sao thông thả nhìn đến khuôn mặt hải đường, không nói một lời, thật lâu cũng không rời đi, mọi người đều cảm thấy bất an, trầm mặt, không dám chuyển động ánh mắt hải đường không bị cặp mắt nguy hiểm kia dọa ngược lại nàng còn trừng mắt lớn nhìn lại rõ ràng là lỗi của hắn nàng chỉ nói sự thật mà thôi trong lòng nàng đã quyết định chủ ý không thể nhận thua mà thoái nhượng nhưng cặp mắt kia thật sự rất dọa người làm cho người ta kinh sợ hải đường có vài phần hiểu được vì sao cư dân tây hoàng do hắn quản lý đều ngoan ngoãn bỏ thói quen du mục trở nên an cư lạc nghiệp đối với khuôn mặt quỷ lạnh như băng cùng với khí thế uy nghiêm của hắn, người nào lại to gan muốn tạo phản nhưng hắn còn muốn nhìn nàng như vậy bao lâu nữa. Dũng khí của nàng cũng đang mất đi theo thời gian, hai chân đã muốn phát trung, không biết qua bao lâu, hiên viên khiếu dường như đã nhìn đủ, thông thả đứng xuống ngựa đem hắn nhốt lại trong nhà giam, ngày sau xử trí. Hắn thản nhiên phân phó sau đó quay người đi, mọi người vì mệnh lệnh của hắn mà kinh ngạc, tiếng hút nhanh không khí lại vang lên. Hạ lệnh xử phạt quan chấp hành, Tức là khiếu vương đang nhận thua tiểu nữ nhân này sao? Khiếu, khiếu vương, thỉnh tha cho ta, chấp hành quan kêu thảm, hai chân như nhũng ra, mặc cho hai tên binh lính đem hắn đến nhà giam, hải đường ngay cả thời gian để thở một hơi cũng không có, thấy quan chấp hành bị đưa đi, nàng vội vàng tiến lên, ông ngay chân của hiên viên khiếu, muốn ngăn cản hắn rời đi. Nàng thầm nghĩ, muốn chính nghĩa không phải là muốn hại chết một người, đợi chút, ta như vậy là muốn ngươi giúp cho đứa nhỏ kia thoát khỏi đòn roi, không phải muốn ngươi quất người kia hoặc là dùng khổ hình gì để tra tấn hắn." Nàng vội vàng nói, hai tay ôm chặt đùi hắn. Nàng hoàn toàn không thấy tư thế lúc này thật sự chướng mắt, từ góc độ hắn nhìn xuống trùng hợp có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết bên trong cổ áo của nàng, ngươi chẳng lẽ được voi lại đòi tiên. Hiên Viên khiếu nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tầm mắt còn lưu một chút ở cổ áo nàng, tiểu nữ nhân này thật như một tiểu ma tước ngũ quan toàn mỹ thậm chí còn xinh đẹp hơn nữ nhân Tây Hoàng một phần nhờ dáng người tinh xảo, mảnh khảnh động lòng người. Bên trong lớp áo thô là một thân hình tuyệt với có thể làm cho nam nhân mất hồn. Con sói đang ngắm con cừu, hải đường dùng sức lắc đầu, tóc đen sát qua da thịt, nàng ảo giác sao. Thân hình hắn vừa rồi tựa như đột nhiên cương lên một chút. Không, quốc roi không phải chuyện tốt. Hắn mặc dù có sai, ta cũng không đồng ý ngươi lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn này xử phạt hắn nàng nghiêm túc nói, xử phạt của hắn sẽ là lao động khổ dịch 10 năm, không phải quốc roi. Hắn nhìn xuống hai tay nàng. Hiện tại, buông tay ra. Hắn chậm chạp nói, khẩu khí uy quyên làm cho người khác không dám cãi lại. Hải đường lúc này phát hiện bản thân vẫn đang ôm đùi hắn, ăn đậu hũ của sói hơi lâu nha tỉ. Nàng hơi xấu hổ, hai má trở nên hồng hồng, vội vàng buông tay xuống, mau chóng phái người khác đến an bài bọn họ vào phủ. Hiên Viên khiếu miệng nói nhưng ánh mắt trong chốc lát vẫn lưu lại trên khuôn mặt nàng. Nữ nhân này dám trước mặt hắn lớn tiếng, không hiểu là dũng cảm hay ngu ngốc, tóm lại, nàng đã để lại ấn tượng thật sâu trong lòng hắn, đến khi Hiên Viên khiếu rời đi, mọi người mới bắt đầu nghị luận chuyện vừa xảy ra. Về phần Hải Đường, cơ thể như bị rút xương, yếu đuối nằm thở trên mặt đất, vừa rồi không phải còn rất dũng cảm sao? Tại sao người kia mới đi, tỷ đã gục ngã? Ngươi cứ thử đối mặt với hắn xem, ta không tin ngươi chống đỡ được bao lâu." Hải Đường trừng mắt nhìn Đệ Đệ, "Ngươi vừa rồi trốn ở đâu, thấy ta gặp nguy hiểm cũng không cứu, có xem ta là tỷ tỷ của ngươi không?" Trên gương mặt tuấn mỹ của Hải Đồng chỉ là biểu tình vô tội, tay ôm đưa nhỏ kia, "Đệ cũng rất lo lắng a, à, nhưng nhìn tỷ còn có thể ứng phó nên mới chưa ra tay." Chính mình khi nhìn thấy Hiên Viên khiếu hai chân cũng như cứng lại không thể di chuyển, ngoại trừ tỷ tỷ xinh đẹp trần ngập nghĩa khí của hắn, mọi người đều sợ khí thế của hiên viên khiếu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hải đường hừ lạnh một tiếng, phủi lấy đất cát đang bám trên người, lần sau có xảy ra chuyện, cần đứng gần một chút, nhiều người một chút, như vậy khí thế mới không thua người khác nha. Nàng tự nói, cũng có chút hoài nghi có bao nhiêu người có thể đối mặt với hiên viên khiếu mà không hoảng sợ bỏ chạy đồng nhìn chỗ hiên viên khiếu ở cách đó không xa, nhíu mày. Chuyện vào phủ hiên viên khiếu trộn phương thức chế lụa, có nên thực hiện không? Hắn nói nhỏ, không để đứa trẻ nghe thấy, vì sao? Chúng ta vất vả mới trà trộn vào được, chưa tìm được phương pháp chế lụa như thế nào lại dừng tay. Hải đường khó hiểu nhìn đệ đệ lại nghĩ đến khi mùa đông cuộc sống thật sự khó khăn. Nàng lại toàn tâm muốn giúp người tộc mình kiếm phúc lợi, nhanh chóng trộn phương thức tạo lụa, sau đó bỏ chạy là cách duy nhất, chính là để có chút bất an. Hải Đồng vừa nói, vừa vỗ vỗ đầu đứa nhỏ đang run sợ. Hiên viên khiếu có thể thuận lợi thống trị Tây Hoàng, không phải dựa vào uy danh tàn nhẫn của bạo quân hiên viên vô cực, mà là khí thế nguy hiểm làm cho mọi người theo bản năng mà thần phục. Muốn trộm được tạo thuật trong tay hiên viên khiếu tuyệt đối là một nhiệm vụ khó khăn. Hải Đồng bắt đầu cảm thấy kế hoạch của bọn họ thật sự quá ngây thơ, không có gì bất an, ta không phải vừa mới đối mặt với hiên viên khiếu sao hắn không phải là người không phân rõ phải trái. Đừng lo lắng, mọi chuyện không chừng sẽ thuận lợi. Hải đương lạc quan, đi theo hàng người vào phủ, giải quyết được chuyện của chấp hành quan làm tâm tình của nàng thật tốt. Hải đồng lắc đầu thở dài biết là không thể ngăn cản được hải đường. Cho dù hắn muốn ngừng kế hoạch, nàng cũng sẽ tự mình tiếp cận hiên viên khiếu, như vậy lại càng nguy hiểm. Vì bảo vệ nàng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đâm lao, hiên viên khiếu đúng là một người thống trị hoàn hảo lại là một nam nhân bình tĩnh, khó lường, đối với người khác thật sự nguy hiểm. Đây là việc mà người thông minh nào cũng có thể nhìn ra, người càng thông minh sẽ biết quý trọng tính mạng, nhanh chóng xoay người bỏ chạy chứ không mạo hiểm đi thêm bất cứ bước nào, thật đáng tiếc là tỷ tỷ của hắn lại không phải là một người thông minh. Chương 4 Nguồn Mê truyện audio com Phủ của hiên viên khiếu kiến trúc như một tòa cung điện, rộng lớn mà hùng vĩ, chẳng những cung điện hoa lệ mà còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo hải đường đưa mắt nhìn bốn phía miệng không ngừng tán thưởng xác minh được sự giàu có của tây hoàng quyết tâm ăn cắp tạo thuật tơ lụa của nàng lại càng kiên định vật tốt như vậy sao chỉ có một số ít người độc hưởng nàng cũng chỉ hy vọng hiên viên khiếu có thể đưa ra một chút bí quyết thôi a à, phủ của hiên viên khiếu kiến trúc như một tòa cung điện rộng lớn mà hùng vĩ chẳng những cung điện hoa lệ mà còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo hải đường đưa mắt nhìn bốn phía miệng không ngừng tán thưởng xác minh được sự giàu có của tây hoàng quyết tâm ăn cắp tạo thuật tơ lụa của nàng lại càng kiên định vật tốt như vậy sao chỉ có một số ít người độc hưởng nàng cũng chỉ hy vọng hiên viên khiếu có thể đưa ra một chút bí quyết thôi a à, nha đầu kia còn chưa hồi phục tinh thần lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao đang cầm danh sách đối chiếu là tổng quản của hiên viên phủ, cổ chuyên, nhìn thấy hải đường khóe miệng tươi cười, lại ngẫn người, hắn liền la rầy, người dẫn đoàn người vào phủ, vội vàng tiến lên, tựa vào tay hắn nhỏ giọng nói vào câu, trong nháy mắt, sắc mặt tự nhiên chuyển biến, chỉ dám cẩn thận nhìn trộm hải đường vài lần, cũng không dám lớn tiếng la mắng, hải đồng khẽ cười ở khóe miệng, biết chắc vì chuyện xảy ra giữa tỷ tỷ cùng hiên viên khiếu được người khác thêm mắm thêm muối đàm luận chưa từng có người nào dám nói chuyện như vậy với Hiên Viên Khiếu, mà Hiên Viên Khiếu lại không tức giận còn theo ý nàng trừng phạt quan chấp hành. Theo lẽ đương nhiên ai cũng nghĩ Hiên Viên Khiếu đối với nàng có vài phần xem trọng, nếu là nữ nhân khiếu vương xem trọng thì cẩn phải an bài cẩn thận, cách đó không xa, một đám nha hoàn đang nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại ái muội cười trộm. Dường như toàn bộ nha hoàng trong phủ nghe được có một nam nhân tuấn tú phi phàm lại trẻ tuổi sẽ vào phủ liền kéo nhau chạy đến nhìn, phương thức hoang nghênh như vậy làm cho hải đồng rất vừa lòng, hắn lộ ra nụ cười mê người, nhấc tay vuốt mái tóc, nháy mắt với các nàng, xem như là đáp lại sự nhiệt tình của các nàng, đám nha hoàng kích động thét chói tai, có vài người còn hưng phấn té xỉu. Nếu không có tổng quản chướng mắt ở đây, các nàng có lẽ sẽ đem hải đồng ra ăn sống nuốt tươi, mê trai ghê quá, nhưng mà chưa bằng ta. Ha ha, chuyện mọi người cần làm trong phủ sẽ có người phân công cụ thể quản gia phân phó đem mọi người xử lý thỏa đáng mới đến trước mặt hai tỷ đệ hải đường ngươi đến bộ phận tạp vụ nhớ phải chịu khó một chút hắn chỉ vào hải đồng hải đồng nhún vai không có ý kiến gì hắn có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh khá nhanh huống gì nhìn đám nha hoàng ai nấy cũng có chút nhan sắc cặp mắt tràn ngập phòng tình biết chính mình cũng thích nơi này ta thì sao cũng đến bộ phận tạp vụ sao hải đường nhíu mày nàng đối với công việc tạp vụ nặng nề hoàn toàn không có sở trường không không phải ngươi có an bài khác cổ chuyên nhìn hải đường ngươi phụ trách nơi ở của khiếu vương khiếu vương phân phó gì ngươi cứ làm theo là được đây là nữ nhân khiếu vương coi trọng sao ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp nàng nhìn gầy như một đứa nhỏ thanh âm sợ hãi của các nha hoàng vang lên không phải ghen tị mà là đồng tình thật đáng thương nha vì chuyện gì mà lại bị phân phối phục vụ khiếu vương chức vụ này mọi người đều e ngại, bình thường một tháng có khoảng 12 nha hoàng bị thay đổi, nha hoàng bình thường khi cầm hàng hóa đi vào, một lát sau liền thét chói tai trốn thoát, hai mắt đẫm lệ khóc lóc, hai chân còn bị dọa cho nhũng ra, sau này cho dù có nói gì cũng không đi vào lại nơi ở của khiếu vương, hải đường nhăn mày, không nghĩ sẽ bị an bài đến bên người hiên viên khiếu, nàng quay đầu nhìn hải đồng, thắc giọng ta có nên đi một mình không? nghĩ đến phải một mình đối mặt với hiên viên khiếu, nàng có chút không yên, nàng vẫn nhớ rõ bộ dáng của hắn, con ngươi đen lạnh lẽo thâm trầm, nàng không sợ hãi nhưng trong lòng có chút cảm giác kỳ quái, đó là cảm giác gì? Chỉ biết khi hắn nhìn nàng, nàng cảm thấy nóng lên, tim đập nhanh, ngay cả hô hấp cũng không thuận lợi, hành động một mình sẽ tốt hơn, nếu có đệ bên cạnh giúp đỡ không chừng sẽ làm cho hiên viên khiếu nghi ngờ. Hải đồng mỉm cười trấn an, tỷ điều tra bên trong phòng của hắn, để ở bên ngoài thăm dò người xung quanh, hai bên cùng hành động, sẽ rất nhanh tìm được tạo thuật. Nàng hoài nghi nhìn đệ đệ, vì sao ngươi đột nhiên trở nên tích cực như vậy? Lúc trước còn không nguyện ý muốn phối hợp với ta mà. Lại nhìn thấy đám nha hoàng bên kia, nàng dường như đã hiểu được hải đồng tỏ vẻ vô tội, mỉm cười, không cần nghĩ nhiều, để tất nhiên là phải giúp tỷ nhanh lấy được vật cần lấy. Hắn lại nhanh nói, không để nàng có thời gian nghi ngờ tỷ sau khi vào phòng hiên viên khiếu có phát hiện gì nhớ thông báo cho đệ không nói nhiều nhanh đi làm việc đi cổ tổng quản kêu to mua các ngươi vào phủ là để làm việc không phải đứng đây nói chuyện phím đừng nóng không phải là đang đi đến sao hải đồng bước đi hướng về phía đám nha hoàng các nàng lóe sáng hai mắt mong chờ nhìn hắn liên tiếp hít thở khẩn trương hải đường nhìn đệ đệ bị bao quanh bởi một đám nha hoàng nhất thời cảm thấy cô tịch tên này thật sự muốn giúp nàng sao nhìn cái nụ cười lừa gạt cô nương của hắn nàng thật sự không nhìn ra được một chút thành ý a à, cách duy nhất chỉ có thể dựa vào nàng cổ quản gia đến bên cạnh đưa cho nàng một hộp điêu khắc hoa văn tinh xảo nằm trong một cái giỏ đây là thức ăn trưa của khiếu vương vương buổi trưa còn xử lý chính sự cho nên không ra khỏi phòng nên ngươi phải đi hầu hạ nhớ phải cung kính một chút đừng làm vương tức giận hãy đường nhận mệnh ông lấy cái giỏ đi theo phía sau tổng quản dọc đường đi đến phòng khiếu vương phần đông mọi người đều nhìn nàng chỉ rõ nàng nhìn xung quanh cảm thấy có chút không đúng nhưng cũng không thấy được vấn đề chỉ là cảm thấy ánh mắt của mọi người đối với nàng đều là sự đồng tình hoặc thương hại đi đến trước một căn nhà thật lớn tổng quản quay đầu lại nhìn nàng đây là nơi ở của khiếu vương ngươi vào đi nói xong không dám tiếp tục đi lên ngươi chạy trốn có nhanh không hắn đột nhiên hỏi hải đường hoang mang gật đầu hầu hạ khiêu vương cùng với chạy trốn nhanh hay chậm có liên quan gì nhau cổ quản gia liên tục gật đầu trong lòng như buông được một tảng đá lớn vậy là tốt vậy là tốt rồi hắn liên tục nói sau nhanh chóng rời khỏi hải đường nhìn cổ tổng quản rời đi như vậy có vài phàng hoang mang hiên viên khiếu thật sự đáng sợ như vậy sao nhân dân tây hoàng đối với hắn kính sợ lại không muốn thân cận với hắn làm một người thống trị như hắn quả thật là rất tịch mịch rất cô độc nàng nhẹ nhàng gõ cửa nghĩ đến phải tiếp xúc với cặp mắt lạnh lẽo kia cảm thấy có chút khẩn trương bên trong thật lâu cũng không có tiếng đáp lại nàng vẫn tiếp tục nhẫn nại có lẽ hắn đang ở phía sau mà không nghe thấy tiếng gõ cửa vì vậy nàng không tiếp tục đợi mà tự đẩy cửa đi vào hải đường vừa mới bước vào ngay cả nhìn kỹ căn phòng còn chưa kịp chân đã vấp phải một vật ca nàng ôm chặt cái giỏ nhưng cơ thể mất cân bằng lập tức ngã về phía trước. Cứ nghĩ sẽ ngã vào nền đá lạnh như băng đến nỗi vỡ đầu chảy máu thì lại đụng phải một vật gì đó mềm mại ấm áp, cái vật kia phát ra một tiếng gầm gừ, một đôi mắt hổ phách đang quay đầu lại, hai mắt nàng mở to, quên luôn hô hấp, khẩn trương nuốt nước miếng, hơi thở nóng của đối phương từng đợt phun lên mặt, đến khi nàng nhìn được hoàn toàn khuôn mặt của vật kia thì hiểu được vì sao tổng quản lại hỏi nàng có thể chạy trốn nhanh hay không. Chương 5 Nguồn Mê truyện audio com Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được mới vào phòng hiên viên khiếu đã gặp phải một lão hổ trừng mắt nhìn nàng, lại còn cùng nàng va chạm chóp mũi, trong phòng hắn lại nuôi một con bạch hổ lớn. Bạch hổ đang nằm trước cửa mơ màng, ngủ đây mà, vật cản dưới chân nàng chính là cái đuôi của nó. Bây giờ nàng lại lại té lên lưng nó, nó xem ra thật mất hứng quay đầu lại trừng nàng, vẻ mặt bạch hổ làm cho nàng lạnh xương, Ánh mắt đó không phải là đang nói rằng nó đang rất đói nha, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được mới vào phòng hiên viên khiếu đã gặp phải một lão hổ trừng mắt nhìn nàng, lại còn cùng nàng va chạm chóp mũi trong phòng hắn lại nuôi một con bạch hổ lớn. Bạch hổ đang nằm trước cửa mơ màng, ngủ đây mà, vật cản dưới chân nàng chính là cái đuôi của nó. Bây giờ nàng lại lại té lên lưng nó, nó xem ra thật mất hứng quay đầu lại trừng nàng. Vẻ mặt bạch hổ làm cho nàng lạnh xương ánh mắt đó không phải là đang nói rằng nó đang rất đói nha hải đường bắt đầu cảm thấy hối hận tuy nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con nhưng người vào hang kết cục cũng có thể trở thành món ăn trong miệng hổ một người một hổ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu bị một mảnh hổ trừng mắt trong gan tất cảm giác sống một ngày bằng như một trăm năm a à, xin lỗi thật xin lỗi hải đường cuối cùng cũng mở miệng ấp a à, ấp úng cũng không cần bạch hổ có nghe hiểu hay không ta không nên dẫm ngươi, nhưng mà, ngươi cũng, ngươi cũng không nên nằm trước cửa. Ngay cả bản thân trước dẫm phải đối phương nàng cũng muốn nói rõ là không phải do nàng sai hoàn toàn, cặp mắt hổ như mị lên, cảm giác nàng như vậy lại còn dám nói chuyện. Trong quá khứ, nữ nhân nhìn thấy nó không phải hết chói tai, chạy toán loạn để trốn chính là chớp mắt ngất liền tại chỗ. Hải đường không dám nhúc nhích. Tuy rằng nàng cũng rất yêu thích động vật, nhưng mà loại mảnh thú như vậy nàng cũng chỉ dám bất động tại chỗ, bạch hổ ngồi dậy, trên người nàng ngửi ngửi, thậm chí đang ngửi tới từng cổ non mềm của nàng. Da lông đảo qua da thịt làm cho nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy. Nàng khẩn trương ngu ngốc nhìn nó, trong lòng ôm chặt giỏ thức ăn, nó đang làm gì vây? Sao lại ở trên người nàng hết ngửi đông lại ngửi tây, chẳng lẽ là đang tính bắt đầu cắn xuống từ chỗ nào sao, sau một lúc, không biết là vừa lòng hay chán ghét, bạch hổ quay đầu lại, không nhìn nàng. Nó vươn vai, cái đuôi đánh ra phía trước, gầm gừ lắc đầu, nó muốn ngươi rời xuống, đừng đè nặng nó. Trong góc phòng truyền đến thanh âm trầm thấp, nghe rất quen tai, ta, à, thật xin lỗi. Hải đường lúc này mới phát hiện mình vẫn đang còn nằm trên lưng bạch hổ. Nàng vội vàng đứng dậy, bạch hổ không thèm quan tâm đến nàng, nó đứng dậy đến nằm trong góc phòng, cặp mắt sắc nhìn chầm chầm vào nàng. Cách đó không xa, cũng có một đôi con ngươi đen trầm mặt ngóng nhìn nàng. Nàng không thể hiểu được tai sao mắt của chủ nhân nhìn nàng lại có vẻ uy hiếp ta, nô tỳ đưa ngự thiện đến đây. Nàng đầu tiên là hành lễ, sau mới ngước đầu nhìn lên. Lại một lần nữa gặp hắn, cảm giác hai người ở chung một chỗ không khí áp bức trần ngập khắp phòng, ngực của nàng lại cảm thấy nóng trang. Nàng bị sao vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh, hiên viên khiếu ngồi ở ghế đá trong góc phòng, vẫn mặc bộ hắc ti, Tư thái cao lớn, ngạo nghễ như đế thần, hắn đang xử lý chính sự lại bị quấy rầy nên mi khẽ nhíu. Căn phòng này luôn im lặng, không ai dám quấy rầy. Hôm nay lại có người to gan, chưa được phép của hắn đã tự tiện đi vào, nhưng khi nàng vừa bước vào hắn đã nhận ra nàng, trong thành hiên viên, ngoại trừ tại nơi xảy ra sự việc kia hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào có dáng người mảnh khảnh cùng với ngũ quan xinh đẹp như nàng, ngay cả một con hổ, ngươi cũng muốn giáo huấn sao? hắn vẫn trầm lặng lạnh như băng tham âm, nữ nhân này, chẳng những có can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, gặp được bạch hổ do hắn nuôi dưỡng cũng không hoảng sợ mà bỏ chạy, lại còn có thể tìm lý do cho hành động của mình. Nàng ngay cả với tường đá cũng có thể lào bào vui vẻ, nô tỳ đâu có giáo huấn nó. Nó nằm chỗ đó thật sự sẽ ngăn cản mọi người đi vào. Chẳng lẽ ngoài nô tỳ ra chưa ai dẫm phải nó sao? Hải đường nói, cánh môi hồng nhuận có chút cảm thấy oan ủng, nơi đây không có người đi ra. Hắn nói mà vẫn cúi đầu nhìn vào tấm da dê nhằn nhịp ghi lại chính sự. Lười nhắc nhở nàng, không phải ai cũng có dũng khí đi dẫm đầu của một mảnh thú, vương cũng không xuất môn sao. Cũng chưa bất cẩn dẫm nó lần nào sao. Nó sẽ không chắn đường ta. Hắn nói nhưng đầu vẫn không ngước lên, bên ngoài cũng sẽ có người tiến vào nàng cảm thấy hắn rất che chở cho bạch hổ nam hân cùng bạch hổ trước mặt đều giống nhau về tính cách cao ngạo thái độ lạnh nhạt làm người khác cảm thấy khó chịu sẽ không tại sao nàng khó hiểu nhớ lúc những người trước kia từng vào căn phòng này đều có vẻ lo sợ nơm nớp bọn họ sợ hãi sợ nó càng sợ ta ánh mắt rốt cục di chuyển nhìn vào khuôn mặt nhỏ có chút hoang mang của nàng đừng nói nhiều nữa làm tốt việc của ngươi đi nói chuyện với nàng nhiều như vậy đã là rất khó đối với hắn hắn thường xuyên trầm mặc đôi khi mấy ngày mới nói một câu bởi vì không có đối tượng mà cũng là vì không có gì để nói hải đường hít sâu một hơi cẩn thận bước qua cũng không phải chưa từng đến gần hắn vì sao nàng lại khẩn trương trước đây nàng cũng đã ôm qua đùi của hắn rồi nha đi đến trước mặt bàn nàng đem thức ăn trong giỏ bày lên nhìn thức ăn toàn những món sơn hào hải vị nước miếng nàng đã nhanh muốn chảy xuống người này mỗi ngày đều ăn uống như vậy, khó trách vì sao cơ thể lại cường tráng như vậy, là ai cho ngươi vào, ánh mắt hiên viên khiếu khóa trên người nàng, không chạm vào những món ăn trên bàn. Nhìn gần như vậy, hắn mới thấy được cổ tay nàng có bao nhiêu tinh tế, tựa như không có sức. Y phục đơn giản trên người không che được những đường cong mềm mại, hắn ước chừng có thể dùng hai tay ôm gọn, thân hình như vậy lại ẩn chứa thật nhiều dũng khí, hải đường không nhìn thấy được sự quá dị trong ánh mắt kia, quản gia muốn nô tỳ từ nay về sau hầu hạ bên người vương. Nàng thông dong trả lời, dọn xong cơm nàng lùi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, không ăn sao. Vương không thấy đói bụng. Hắn vì sao lại nhìn nàng, lại đối với bàn thức ăn không có hứng thú, tên của ngươi. Vương không phải muốn nô tỳ đừng nói nhiều sao. Còn nữa, hỏi tên người khác người sao lại không thêm từ thỉnh. Nàng oán giận, trong phút chốc ánh mắt hắn trở nên nghiêm khắc, nói. Hải đường, nàng không cam tâm tình nguyện trả lời, rốt cuộc tìm được điểm mấu chốt khiến hắn không được người khác thích thái độ bá đạo như vậy, lại thêm cặp mắt băng hàng, khó trách nhân dân Tây Hoàng tuy rằng không bài xích nhưng tất cả đều muốn tránh thật xa hắn. Thật sự đáng tiếc, ánh mắt nghiêm khắc, lãnh khốc làm lãng phí khuôn mặt dễ nhìn, ngươi không phải người của Tây Hoàng, Tại sao lại đến Hiên Viên Thành? Hắn nghi vấn lai lịch của nàng, Hải Đường cúi đầu, trong mắt vòng vo, nói ra lời nói dối đã chuẩn bị trước đó. Nô Tỳ là người Đông Di, bởi vì chịu không nổi chiến tranh, mới cùng gia đình di chuyển đến đây. Cha mẹ đều bệnh mà chết, nô tỳ lại không có người quen, nên mới bán thân vào đây làm nô dịch. Rõ ràng trước đây đã tập luyện nhiều lần, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy có chút chột dạ, nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn vẫn đang nhìn nàng không nháy mắt. Lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, huyết mạch toán loạn, làm cho làn da nổi lên một màu hồng, dấu chu sa giữa mi càng thêm đỏ tươi, nhìn như điểm một cánh hoa nhỏ giữa trán lại đây. Hắn đột nhiên lên tiếng, "Hải Đường hoảng sợ, lời nói dối của nàng bị vạch trần sao?" Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu lòng người, nàng chần chừ rồi bước lên phía trước, khi cách Hiên Viên khiếu vài bước, hắn đột nhiên vươn tay kéo nàng vào trong lòng, a, à, hải đường kêu lên sợ hãi, bị bất ngờ ngã vào trong lòng hắn, chóp mũi vì va chạm mà cảm thấy đau. Nàng theo bản năng, vươn tay tìm điểm tựa đứng lên, trùng hợp lại đặt ngay trên ngực hắn, lòng bàn tay mềm mại xuyên qua lớp hắc ti sim y giống như trực tiếp đụng chạm hắn, tiếp xúc với da thịt trơn nhẵn nam tính, làm cho sắc mặt của nàng càng thêm đỏ ửng. tay hắn nâng cầm của nàng, khiến nàng không có lựa chọn chỉ có thể nhìn thẳng vào hắn tiếp xúc như vậy so với lần trước lại càng thân mật hơn. Ánh mắt của hắn không như lần trước lạnh trầm, vô tình lại làm cho nàng thêm bất an, hiên viên khiếu đầu ngón tay mơn trớn chu sa của nàng. Ánh đỏ bừng đó ngay từ đầu đã dụ hoặc hắn, làm hắn muốn chạm đến là điểm lên sao. Hắn ôm nhu nhìn xuống, nhan sắc tiên diễm kia không có biến mất. Cánh môi non mềm của nàng thật sự cuốn hút, hắn dường như luyến tiếc không muốn rời mắt. Hải đường lắc lắc đầu, khó khăn mở miệng, không, từ nhỏ đã có. Nàng chưa bao giờ biết chỉ một động tác nhỏ đã có thể làm cho nàng thở không được, Hiên Viên khiếu nhìn nàng một lúc lâu, không biết nên xử trí như thế nào, không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự hấp dẫn hắn, rõ ràng nàng khác với người khác. Nhất là nàng không sợ hắn, đôi mắt trong suốt đang nhìn hắn không có một chút sợ hãi, kinh ngạc nhất vẫn là phản ứng của Bạch hổ. Khi nó ngửi nàng không có phản ứng rít gào hay tức giận, ngầm đồng ý với sự xâm nhập của nàng bạch hổ này vài năm trước là được hắn cứu về tính tình thật khó hiểu chỉ thừa nhận hiên viên khiếu phần lớn người đưa hàng đến căn phòng này đều bị nó rống mà sợ hãi bỏ chạy ra ngoài hay ngay cả bạch hổ cũng thấy được sự khác biệt của nàng một mình đối mặt với ta ngươi không sợ sao hiên viên khiếu đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng hắn trên người truyền đến một lượng hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho nàng cảm thấy xa lạ nàng run nhẹ nhẹ Nhận thấy da thịt dưới lòng bàn tay tựa hồ trở nên rất nóng, nàng vội vàng buông tay, không dám sợ hắn nữa, hải đường hít sâu vài cái mới có thể trả lời hắn. Hắn ôm nàng như vậy, nàng làm sao có thể tự nhiên mà nói chuyện với hắn? Vì sao lại sợ? Vương đâu có muốn nuốt Nô Tì, hay là sẽ ra lệnh cho Bạch Hổ cắn chết Nô Tì? Tuy rằng ánh mắt có chút dọa người, nhưng lúc trước Nô Tì cũng hiểu Vương là một người hiểu đạo lý nàng thành thật nói khi đối mặt với hắn, trong lòng nàng có nhiều cảm xúc thật phức tạp. Hắn làm nàng bất an, nàng không yên, làm cho mặt nàng phím hồng, toàn thân nóng lên, nhưng lại không làm nàng thấy sợ hãi, không hiểu vì sao nàng dám khẳng định hắn sẽ không làm tổn thương nàng, mấy câu nói của nàng làm cho cơ bắp của hắn có chút co rúng. Cặp mắt trong chốc lát phá lệ trở nên sáng ngời, nhưng ánh sáng so nhanh chóng bị vẻ bình tĩnh vốn có che lấp, hiên viên khiếu buông lỏng nàng, dựa vào ghế, ngươi có thể đi xuống. Hắn thản nhiên ra lệnh. Ánh mắt ôn hòa đi vài phần, không còn lạnh lẽo như lúc trước. Đôi môi dường như có chút độ cong, làm cho người ta cảm thấy dễ dàng thân cận một chút, phát hiện bản thân lần này đang ngồi trên đùi hắn, hải đường đỏ mặt, dãy dụ muốn xuống dưới. Hai chân mảnh khảnh đông đưa, bởi vì ngồi trên đùi hắn mà hoạt động có chút khó khăn, cặp đùi mềm mại dường như đụng phải vật gì đó vì chịu sự ma sát của nàng mà trở nên cứng rắn, nàng càng di chuyển vật đó lại càng thêm bành trướng cứng rắn ngoài ra còn có thêm độ nóng của cơ thể người, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn khó hiểu, rút cục nhìn thấy được trong mắt hắn tràn đầy dục hỏa, nàng tuy rằng đơn thuần nhưng không phải không biết đó là cái gì, thật xin lỗi. Hải đường bối rối, hai má nháy mắt trở nên hồng hồng, thật nhanh rời khỏi đùi hắn, nhưng lại bất cẩn khi nhảy xuống đất lại dẫm phải đuôi của bạch hổ. Trống. Bạch hổ không thể nhịn được phát ra tiếng rít gào, trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, thông thả đi đến trong góc sâu, quyết tâm cách xa nàng một chút nha, ta thật là có lỗi. Nàng thấp giọng, trong lòng thật nhiều cảm giác tội lỗi, dù sao lần này chính là do nàng sơ sẩy đi nói với tổng quản, phạm vi công việc của ngươi sau này chính là ở bên người của ta. Nàng lùi lại đến góc bàn bên kia, mắt liếc nhìn sang góc bàn đối diện, sợ lại bị hắn kéo vài trong lòng, không sợ hắn không có nghĩa là nàng nguyện ý để hắn ôm nha, huống hồ khi đến gần hắn nàng thật sự cảm thấy rối loạn, thậm chí quên cả hô hấp, vương muốn nô tỳ hầu hạ bên cạnh sao. Hiên viên khiếu gật đầu, con người uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Sau này chỉ cần ta mở mắt người nhất định phải xuất hiện trong tầm mắt của ta. Ban ngày người làm việc theo lời của ta, ban đêm có thể ngủ ở phòng gần cửa ngăn. Hải đường dưới ánh mắt của hắn chỉ có thể gật gật đầu, biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Trong lòng nàng suy tư, không biết chuyện xảy ra lúc này trên người nàng là vận may hay vận rủi, có thể tiếp cận hắn, nàng cầu còn không được. Nhưng tầm mắt đảo nhanh qua giữa hai chân hắn, trái tim không thể áp chế mà đạp nhanh liên hồi. Chương 6 Nguồn Mê truyện audio com Hiên viên phủ thật sự quá rộng, hải đường phải hỏi rất nhiều người, tìm kiếm hồi lâu mới tìm được nơi ở của hải đồng, tuấn tiểu tử kia sao? Hình như bị một nha hoàng dẫn đi rồi, nói là có việc muốn hắn làm một người tạp dịch trẻ tuổi nhìn nàng không tìm thấy người cốt bụng nói cho nàng biết hải đường cảm tạ theo chỉ dẫn của người đó càng đi càng hẻo lánh hiên viên phủ quả thật khổng lồ ngoại trừ những kiến trúc cơ bản còn vô số hành lang đình viện khiến cho nàng thật sự muốn hôn mê hiên viên phủ thật sự quá rộng hải đường phải hỏi rất nhiều người tìm kiếm hồi lâu mới tìm được nơi ở của hải đồng tuấn tiểu tử kia sao hình như bị một nha hoàng dẫn đi rồi nói là có việc muốn hắn làm. Một người tạp dịch trẻ tuổi nhìn nàng không tìm thấy người, cốt bụng nói cho nàng biết hải đường cảm tạ, theo chỉ dẫn của người đó càng đi càng hẻo lánh, hiên viên phủ quả thật khổng lồ, ngoại trừ những kiến trúc cơ bản còn vô số hành lang, đình viện khiến cho nàng thật sự muốn hôn mê. Một gian phòng tao nhã, có thể là phòng của một nha hoàng. Hải đường hết nhìn đông lại nhìn tây, bởi vì nghe thấy tên gọi quen thuộc mà bước chậm lại. Nàng đi càng chậm, âm thanh nghe càng rõ, đến trước một căn phòng, nàng cũng dừng lại, nha, hải đồng, nha, tiếp tục, ân. Âm thanh kiều mị, tiếng thở dốc khi nam nữ hoang ái ái từ cửa sổ truyền đến, hải đường bên ngoài cửa, sau một lúc lúc nghe ngóng cẩn thận, xác định không nghe lầm, tiếng kêu thở dốc không ngừng của nữ tử chính thật là đang gọi tên hải đồng. Hai con mắt của nàng nheo lại, nảm trong phòng vẫn kịch liệt mây mưa, không biết bên ngoài có người nghe được, vẫn cứ ra sức truyền miên, mãi đến khi xong việc, hải đồng điều hòa hơi thở lấy nước tẩy sạch người đầy mồ hôi mặc lại áo quần tươi cười đi ra bên ngoài khi cánh cửa vừa mở vẻ tươi cười trên mặt hắn nhất thời cứng ngắc trước mắt hắn hải đường đang giận muốn phun lửa hải đồng hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại tỷ đã đứng bên ngoài bao lâu không lâu lúc ta đến các ngươi cũng đang rất vội vàng khuôn mặt hải đường vì tức giận mà có chút khó coi ta thì phải hầu hạ bưng trà đưa cơm cho hiên viên khiếu còn chút nữa bị hổ cắn cho một cái vậy mà ngươi lại ở đây hưởng thụ khoái lạc sao? Hiểu lầm này lớn nha, đệ cũng vì đại cục mới phải dùng hạ sách này thôi. Hải đồng hai tay khô loạn, biểu tình ủy khuất, chỉ thiếu hai mắt rưng rưng, vẻ mặt hải đường vẫn là không mấy tín nhiệm, lấy đại cục làm trọng, nhưng lại cố đến mức lên giường nha. Nàng hừ một tiếng, đệ là muốn lấy được tin tức về phương pháp chế tạo kia mới cố gắng như vậy nha. Những nha hoàng này đã ở lâu trong phủ, tin tức cũng biết nhiều, đối với chúng ta rất có lợi. Thấy hắn nói cũng có lý, biểu tình tức giận của Hải Đường cũng giảm đi hơn nữa. Nàng vốn là một người rộng lòng, tức giận nhanh tới cũng nhanh đi. Suy nghĩ đơn thuần thấy Đệ Đệ nói cũng có lý, vậy Đệ đã hỏi được gì chưa? Vẻ mặt thật sự quan tâm của nàng, không phát hiện nụ cười của Đệ Đệ có chút giả hoặc, hỏi chuyện thật sự chỉ là lý do chính là nha hoàng kia vừa xinh đẹp lại vừa nhiệt tình khiến hắn vui đến quên cả trời đất. Hải đồng nhíu mày, như suy nghĩ lại điều gì đó. Xuân Lan có nói, tạo thuật kia được viết trên lụa, người trong phủ chưa ai thấy qua, cho nên có lẽ ở bên trong phòng của hiên viên khiếu, hắn vỗ nhẹ hải đường, cổ vũ, tỷ nếu có cơ hội, nên cố gắng điều tra một phen. Nàng cười khổ một tiếng, biểu môi cơ hội của ta cũng không khá hơn. Hiên viên khiếu ra lệnh ta phải làm nha hoàng bên người của hắn, bắt ta nhất định phải ở trong phòng hầu hạ hắn cùng con bạch hổ. Hải đồng nói như cười, xem ra tỷ thật sự có tiến triển nha. Một nam nhân muốn thu một nữ tử mỹ mạo như vậy làm nha hoàng, chỉ sợ không đơn giản là hầu hạ mỗi ngày. Hắn có nên cảnh cáo nàng cẩn thận một chút, nếu không chưa kịp ăn trộn phương thức tạo lụa đã bị người khác ăn sạch, đang muốn mở miệng, trong phòng lại truyền đến tiếng kêu kiều mị. Đồng, ngươi ở đâu? mau trở lại a à, thanh âm thật giống như là muốn mời một người ta ăn sạch nàng ấy hải đồng phải hết sức mới đè nén nụ cười nơi khóe miệng vẻ mặt đứng đắn vỗ vai hải đường trọng trách liền giao cho tỷ hai ta tiếp tục độc lập hành động có gì mới tỷ lại đến tìm đệ hắn nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại trở vào giường tiếng thở dốc trong phòng lại vang lên khiến người khác nghe xong phải đỏ mặt hải đường vội vàng trở lại phòng của khiếu vương ban đêm thật sự yên tĩnh Bên trong viên phủ không hề có một tiếng động, bên trong căn phòng đá, dùng dạ minh châu để chiếu sáng, hiên viên khiếu bên dưới ánh sáng nhu hòa đang phê duyệt chính sự. Hắn dường như không có lúc nào không vì chính sự của Tây Hoàng mà bận rộn, nhìn từ một bên, khuôn mặt hắn thật đẹp, lông mi đen dài, ngũ quan sâu sắc, cặp môi nam tính, môi hắn thật sự rất kinh mân, không nhìn thất một chút nhu tình, môi như vậy nếu hôn nữ nhân không biết có cảm giác gì, hãy đường nhìn hắn có chút ngây người ngươi đang nhìn cái gì? Hắn đột nhiên ra tiếng, nhưng không ngẩn đùng hoảng sợ, không nghĩ đang nhìn lén lại bị hắn phát hiện, âm thanh của hắn bên trong phòng tạo nên tiếng vang thật lạnh lẽo đáng sợ, nàng vỗ vỗ ngực trấn an mình. Hắn không ngẩn đầu sao lại biết mình đang theo dõi, không, không có, nàng ấp úng, ngồi xếp bàn trên giường vẫn không thể không nhìn một người xuất như hắn bên cạnh, hiên viên khiếu an bài nàng ngủ ở giường bên cạnh góc ngăn cửa, đây là một không gian dùng thạch bích tạo ra, tường bằng phẳng rộng lớn phía trên giường nằm được phủ một lớp đá xanh biếc, đông ấm hạ mát. Nơi này thật ra là chỗ của Bạch Hổ, nàng bây giờ lại trở thành người xâm chiếm, Bạch Hổ dựa vào trên giường đá, mắt hiếp lười biến nhưng thật ra đang cùng nàng hưởng thụ mọi chuyện. Sau khi biết Bạch Hổ sẽ không thương tổn người, Hải Đường cũng không sợ hãi, chẳng những cùng nó nằm trên giường đá, còn A A ôm lấy nó. Một mảnh thú xinh đẹp, nhận lệnh của hiên viên khiếu lại giống như một con mèo. Hoang hồng độ lượng tiếp nhận cử chỉ thân mật của nàng, nàng lại nhìn hắn trong chốc lát, cảm thấy phải giải thích một chút, nô tỳ chỉ cảm thấy vương nhìn thật suốt. Hiên viên khiếu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng thật lâu, có chút như giận dữ cũng có chút như hoang mang, ách, chưa có ai nói như vậy sao? Hải đường có chút xấu hổ, không có. Nàng nhíu mày, cảm thấy khó tin. Nàng không nói dối nha, hắn thật sự rất anh Tuấn, tại sao lại không có ai nói cho hắn? nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt vương đừng nghĩ là nô tỳ châm chọc hay nịnh bợ vương a nô tỳ chỉ nói toàn sự thật lông mi của vương thật dài thậm chí làm người khác phải ghen tị, cặp mắt cũng rất đẹp chẳng qua ánh mắt có hơi hơi hung hăng một chút còn có câm miệng ngủ hiên viên khiến cắt đứt lời nàng lạnh lùng ra lệnh ánh mắt lại nhìn vào mấy cuốn da dê hải đường ánh mắt trở nên ảm đạm nàng quay vào phía trong giường dường như là đang tức giận con người này thật lạ, được người khác ca ngợi cũng không vui vẻ mà tiếp nhận, nàng nằm trên giường hờn dỗi, không hề đứng dậy nhìn hắn, muốn đợi hắn đi ngủ sẽ lén đi tìm kiếm xem rốt cục chức thuật để chỗ nào. Cho dù hắn lợi hại như thế nào cũng phải đi ngủ, chờ hắn ngủ say, nàng có thể muốn làm gì thì làm, một khi nàng trộm được, nàng sẽ đi thật xa nơi này, không bao giờ phải gặp lại hoặc sống chung cùng với con người kỳ lạ này, cũng không vì cặp mắt của hắn mà tim loạn nhịp, canh một. Hải đường nằm trên giường loạn đoán xem hắn giấu chức thuật ở nơi nào, canh hai, mí mắt nàng chậm rãi khép lại, sau đột nhiên mở ra, lặp lại vô số lần cố gắng thức tỉnh cơn buồn ngủ của mình, canh ba, nàng ngủ trên giường. Không hề phòng bị, ban đêm, Tây Hoàng có chút lạnh, hải đường ôm bạch hổ ấm áp trong lòng, đem nó trở thành một cái đệm chăn, thậm chí khi ngủ say, nàng còn phát ra một âm thanh nhỏ, như là một con mèo. Thật lâu, những chính sự rốt cục cũng xử lý xong, Hiên viên khiếu trên ghế đá ngẩng đầu lên, nhắm mắt dưỡng thần một lát, thông thả đứng dậy, vương vai một cái, chỉ một động tác của hắn, bạch hổ trên giường liền mở to mắt, ngẩng lên nhìn hắn, hiên viên khiếu đi đến cửa giữa, vô tình nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường. Trong căn phòng này chưa từng có nữ nhân ngủ lại qua đêm, trên người nàng mặc một bộ đồ ngủ mong manh tiêu biểu của dân Tây Hoàng, cơ thể mảnh khảnh, mềm mại thật mê người, bởi vì ngủ say mà đồ ngủ bị cuốn lên, để lộ hai chân trắng nõn thon dài. Bởi vì khi ngủ vải bị đè lên, nên lại cường điệu thêm những đường cong mềm mại của thắt lưng tinh tế cùng với bộ ngực đẩy đà. Con người hắn chuyển nhanh trên thân hình của nàng, nàng tuy rằng gầy yếu giống như một đứa nhỏ, nhưng thực tế cũng là một nữ nhân thành thục, ngón tay ngâm đen đặt trên vết chu sa đỏ ẩn giữa trán, cảm xúc lưu luyến, sau lại chuyển xuống đôi mắt tiệp với lông mi dài cong vuốt. Nàng biết nói khuôn mặt của hắn thật đẹp lại không biết dung mạo của nàng cũng làm cho hắn động tâm, bị tay của Hiên Viên khiếu lướt qua khuôn mặt, nàng cảm thấy có chút ngứa, trong mộng phát ra một chút kinh âm, khuôn mặt muốn tránh trong đám lông mềm của bạch hổ, khi nàng ngủ say, vẻ mặt cũng như một đứa nhỏ, bộ dáng tràn ngập tự nhiên, không có một chút cảnh giới, cho tới hôm nay Hiên Viên khiếu có thể xác định nàng thực không sợ hắn. Nếu lòng nàng đối với hắn có chút sợ hãi sẽ không ở bên cạnh hắn mà ngủ ngon như vậy, hắn thật sự không hiểu vì sao nàng lại không sợ hắn, hắn đã quen với việc mọi người sợ hãi mình, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân không biết sợ là gì, làm hắn trở tay không kịp, từ nhỏ trong hoàng cung của Hiên Viên Vô Cực, mọi người đã khiếp sợ hắn, thanh danh tàn khốc của Hiên Viên Vô Cực khiến cho người khác khiếp sợ, đương nhiên cũng khiếp sợ ngay cả hoàng tử như hắn, người cũng mang dòng máu tàn khốc đó. Đêm hắn 7 tuổi lưng bị khảm bạch hổ ấn, phân đất Tây Hoàng, mọi người nhìn hắn lại thêm sợ hãi. Tuy rằng không lấy khổ hình để thống trị, cũng chưa từng tàn nhẫn hung ác, nhưng người dân vẫn không dám tiếp cận hắn, thậm chí khi nhìn thấy hắn cũng sẽ phát trung ngoại trừ hải đường, chưa từng có ái dám đón nhận ánh mắt của hắn. Ánh mắt nàng nhìn hắn không phải là đang nhìn một người mang trên lưng thanh danh tàn khốc của phụ thân, trong lòng có chút ấm áp chưa từng có, động tác của hắn thật mềm mại, không muốn làm nàng thức giấc. Bạch hổ mở to mắt, có chút đâm chiêu nhìn hắn, lấy hai chân cuốn lấy hải đường đang ngủ say, mày thích nàng. Hiên viên khiếu nhìn nó, khóe miệng nói một kinh câu. Nuôi bạch hổ nhiều năm như vậy, hắn biết nó có linh tính, nếu không thích hải đường, nó sẽ không để nàng tiếp cận đến. Bạch hổ suy một tiếng, râu mép run run, cúi đầu cắn chiếc mình lên thân thể nàng, tránh cho nàng bị cảm lạnh, động tác này làm nàng tỉnh giấc, mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn hiên viên khiếu ngồi ở mép giường. Thần trí của nàng vẫn còn ở trong mộng, làm sao vậy? Hăng hỏi nàng, biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nàng nhìn hắn một lúc lâu, trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn, chỉ biết nhìn hắn ngây ngô cười, như là thói quen, hắn ngồi ở mép giường quan sát tư thái ngủ của nàng, không biết tại sao, cho dù ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vừa nhìn thấy hắn cũng cảm thấy an tâm, ánh màn nàng nhu nhu, bộ dạng thật đáng yêu ta khát nước nàng muốn uống nước đem chuyện trong chức thuật quên đi một ngàn lần nước ở trên bàn thân hình vẫn không cử động hải đường gật đầu một tay một chân đẩy đẩy cái mền xanh biết muốn xuống giường đang nửa tỉnh nửa mê mạo hiểm đem thân mình bước xuống giường nhìn thấy cũng biết sẽ ngã xuống đất tay hắn nhanh chóng muốn đỡ nàng nhưng vừa mới vươn ra thân mình của nàng đã nhoáng một cái như diều hâu xoay người nhảy ra khỏi giường đứng vững trên mặt đất nàng biết võ công một người biết võ công có thể vì nghèo túng mà bán mình sao những điều nàng nói trước đây có thể tin được mấy phần nàng có lẽ thật sự đơn thuần nhưng không có nghĩa là nàng không nói dối ánh mắt lợi hại của hiên viên khiếu nhìn hải đường đem toàn bộ lời nói của nàng từ đầu đến cuối suy nghĩ lại một lần mà nàng vẫn không phát hiện một động tác nhỏ của nàng vừa rồi đã làm hắn nghi ngờ nếu nàng có ý đồ khác Vậy mục đích của nàng đến đây thật không đơn giản. Tiểu nữ nhân này, trừ bỏ thật nhiều dũng khí, còn cất giấu bí mật gì, Hải Đường sau khi xoay người đứng trên đất, lắc lắc đi vài bước liền ngu ngốc té lăn, không nhúc nhích, không biết có cảm thấy đau không. Sau khi té trên mặt đất, nàng lần nữa lại phát ra tiếng khò khè ngủ say, bị té như vậy nàng vẫn không tỉnh, thật sự dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng cũng có thể đi gặp Chu Công bạch hổ nhẹ nhàng nhảy xuống giường móng vuốt bén nhọn xúc lại đầu vai của nàng dây dây vài cái nàng mới tỉnh lại khó khăn ngồi xuống trên giường hoang mang gãi đầu không biết vì sao lại lăn từ giường xuống đất thần trí mông lung chỉ nhớ hình như muốn xuống đất làm việc gì lại không nghĩ ra được ta xuống giường để làm gì nàng lào bào uống nước âm thanh phía sau lạnh lùng nhắc nhở nàng à đúng uống nước ta muốn uống nước hải đường tiếp tục lộ trình hướng đến bình nước trên bàn. Nàng uống một ly thật lớn, bàn đá thật lớn, làm nàng nhớ đến chiếc giường kia, thấy nàng dựa vào bàn thật lâu không động đậy, hiên viên khiếu trừng mắt nhìn nàng, biết nàng lại tiến vào trạng thái ngủ, lúc này bạch hổ không muốn thức tình nàng, há mồm cắn cổ áo trực tiếp đem nàng đang mê mê mang mang quay trở lại giường, đến trước giường, nó há mồm, trực tiếp đẩy nàng vào lòng hiên viên khiếu, hải đường trong mơ cảm thấy cả người như ngã vào một cái ấm áp đầu óc không bình thường mà suy nghĩ nhắm mắt sờ loạn theo bản năng tìm kiếm vật ấm áp bạch hô tìm một vị trí thoải mái nằm úp xuống nhắm mắt lại không thèm để ý đến hai người trên người không bị hải đường ôm lấy nó rút cuộc có thể ngủ ngon hải đường ngủ say đem hiên viên khiếu trở thành bạch hổ thân hình kiều nhỏ kề sát hắn tìm một vị trí thoải mái sự ấm áp trên người hắn làm cho nàng tiến sâu vào mộng đẹp chính là trong lúc lờ mờ đó nàng có chút hoang mang tại sao sau khi uống nước trở về, chút ngứa ngáy của lông bạch hổ lại biến mất, chỉ còn lại làn da kiên cố ấm áp tản ra mùi thật sảng khoái. Vần quanh nàng là hơi thở thật nóng, vẫn như vậy hai tay nàng. Quấn quyết ôm cổ hắn, hiên viên khiếu không cử động cơ thể, tùy nàng làm loạn, sau đó yên tĩnh ngủ say. Nàng nằm trong ngực hắn, toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, cho dù đoán được mục đích vào phủ của nàng không đơn giản, hắn cũng không thể thức tỉnh nàng, ép hỏi nàng mọi chuyện động tác ôm nàng của hắn thật ôm nhu, cảm xúc mềm mại lặng lẽ đến trong hắn, đêm về khuya, hai người nằm trên giường đá thật chật, vì thế hắn để nàng nằm trên người hắn. Hải đường trong giấc ngủ say, không cho hắn cử động, hai má cọ cọ vào ngực hắn, giấc ngủ càng sâu, nàng rốt cục là loại người gì. Hiên viên khiếu thấp giọng, nàng vẫn là không nghe thấy câu hỏi của hắn dưới ánh sáng nhu hòa, bộ dáng ngủ say của nàng thật đẹp. Mái tóc dài bao trùm hai người, da thịt trắng hồng, đôi môi anh đào hồng nhuận khẽ mở như đang đợi chờ một nụ hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, lai lịch cùng mực đích của nàng đã không còn quan trọng, cúi đầu, bạc môi của hiên viên khiếu xoát qua cặp môi đỏ mọng của nàng, hương vị thật ngọt ngào, thấm vào ruột gan. Ha ha, hôn rồi, chẹp chẹp. Chương 7 Nguồn Mê truyện audio com Tiếng côn trùng cũng tiếng chim kêu vang ở khu rừng trong hiên viên phủ, tất cả đều là thanh lương, một bóng dáng đi qua trong rừng, nhìn kỹ là hải đường. Nàng mặc tơ lộ đặc sản của Tây Hoàng lại càng thêm xinh đẹp, là nha hoàng trong phòng của khiếu vương, địa vị thật sự có chút đặc biệt, tổng quản nhận được lệnh đều đem toàn bộ tơ lộ tốt nhất, bao gồm tất cả các màu của Tây Hoàng đến cho nàng lựa chọn. Nàng vuốt ve số tơ lụa, yêu thích không buông tay, chỉ nghĩ rằng bản tính hiên viên khiếu thật khẳng khái, tiếng côn trùng cũng tiếng chim kêu vang ở khu rừng trong hiên viên phủ, tất cả đều là thanh lương, một bóng dáng đi qua trong rừng, nhìn kỹ là hải đường. Nàng mặc tơ lụa đặc sản của Tây Hoàng lại càng thêm xinh đẹp, là nha hoàng trong phòng của khiếu vương, địa vị thật sự có chút đặc biệt, tổng quản nhận được lệnh đều đem toàn bộ tơ lụa tốt nhất, bao gồm tất cả các màu của Tây Hoàng đến cho nàng lựa chọn. Nàng vuốt ve số tơ lụa, yêu thích không buông tay, chỉ nghĩ rằng bản tính hiên viên khiếu thật khẳng khái, nàng cao hứng chọn lựa mà không biết đãi ngộ này không phải một nô tỳ bình thường có thể được, mọi người trong phủ đều phát hiện thái độ của khiếu vương đối với nữ tử này thật đặc biệt, có phần dung túng. Ngay cả bạch hổ không ái dám đến gần cũng ngoan ngoãn theo bên nàng, đi loạn trong hiên viên phủ, hải đường trong lòng ôm một cái rương cổ, lựa một cái đình kính đáo, ngồi xuống ghế đá. Bạch hổ bộ dạng lười biếng ngồi một bên, tốt, bốn bề yên lặng, Hiện tại có thể xem. Nàng hít sâu một hơi, sau mở ra cái rương cũ trước mặt, "Nè, mày không được đi mật báo nha." Nàng cúi đầu, nói như thật với Bạch Hổ, Bạch Hổ phun khí theo lỗ mũi, đầu nghiêng một bên, cũng không thèm nhìn nàng, Hải Đường đem phản ứng này thành sự cho phép, quay đầu tiếp tục cố gắng mở cái rương. Đây là thứ lấy được trong phòng hiên viên khiếu, nàng cũng không nghĩ đây là hành động ăn cắp, dù sao sau khi xem xong nàng sẽ trả lại chỗ cũ, bất quá lại nói nếu trong trương này có chức tạo thuật, nàng nhất định sẽ bán đứng lương tâm, vụng trông đem đi. Trong lòng hiện lên một chút cảm giác tội lỗi, nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem ý nghĩ này ra khỏi, mở trương, nhìn thấy một ít tơ lụa, chức tạo thuật viết ở trên mấy miếng rách nát này sao. Nàng nhăn mày, nhìn lui nhìn tới, cũng không tìm ra chút manh mối, trong bụi có có tiếng động, bạch hổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén trừng vào một chỗ, một thiếu niên túng bỉ sửa sang lại quần áo, rạng rỡ đi lại, nhìn về phía đình, nụ cười trở nên cứng nhắc. Trong bụi lại đi ra một nữ tử mặt phím hồng, thẹn thùng tay để ở phía sau áo hắn đồng. Chúng ta khi nào lại, còn chưa nói xong, nàng đã nhìn thấy trong đình có một cô gái cùng bạch hổ, khuôn mặt trở nên thập phần xấu hổ, đang nắm hoa sao? Hải đường thản nhiên, đôi mi thanh tú nhíu nhẹ, đương nhiên nàng biết hải đồng ở trong bụi làm việc tốt gì, nàng kia thở hốc vì kinh ngạc vì quá thẹn mà nhanh đào tẩu hải đồng thở dài một hơi tỉ đem nàng dọa chạy mất rồi thật khó mới thấy một nha hoàng xinh đẹp như vậy mới tìm một nơi vắng lặng mà tìm hoang không ngờ lại bị hải đường bắt được ngươi đúng thật là đang làm việc hải đường cảm thán không biết nên khen hắn vì thăm dò mà tốn sức lực hay là trách hắn chìm đắm trong sắc đẹp loại phương pháp này thật thích hợp với đệ hải đồng cười to ánh mắt nhìn vào cái rương đó là gì vậy hắn hỏi lấy từ phòng hiên viên khiếu Ta đang tìm khối băng lụa kia." Hải Đường cử động đầu, ý bảo đến bên cái đình, Hải Đồng vẫn đứng tại chỗ, trước nhìn Hải Đường, sau nhìn lại Bạch Hổ, đệ nghĩ đứng ở đây là tốt rồi. Nghe được nhiều tin ở Hiên Viên phủ, có nhiều người đã cảnh cáo hắn tốt nhất không nên tiếp cận Thạch Thất, căn nhà đá của anh khiếu đấy ạ. À. Bạch Hổ ở căn nhà đá của Hiên Viên khiếu tính tình thật sự không được tốt, mọi người nghĩ mãi không hiểu tại sao một người một hổ kia đối đãi với hải đường rõ ràng có và phần kính trọng. Tuy rằng không nói bao nhiêu, nhưng khiếu vương rất để ý nàng, ngoại trừ ra ngoài xử lý công vụ, chỉ cần khi ở trong phủ đều nhất định giữ hải đường ở bên người, sợ cái gì, nó không cắn người. Hải đường nhìn bạch hổ, không hiểu vì sao mọi người nhìn thấy nó đi bên cạnh nàng liền nhanh chóng tránh xa, nó không cắn tỉ không có nghĩa là không cắn đệ hải đồng cẩn thận nhìn bạch hổ tay hắn vừa đụng vào mảnh vải trên tay hải đường bạch hổ liền cúi đầu rống trừng mắt nhìn hắn tốt ta không chạm vào hắn lập tức rút tay biết tức thời mới là trang tuấn kiệt không được như vậy hải đường quát không hờ giận nhìn bạch hổ bạch hổ này nửa điểm lễ phép cũng không hiểu nó nheo mắt lại cuối cùng không gầm rú ghé vào chỗ cũ không nhúc nhích hải đồng vẫn không dám động thủ đem hai tay giấu sau lưng cuối lưng nhìn đống vải vụn, không phải mấy cái này, trường này chắc là dùng để hàng mẫu, băng lộ trong truyền thuyết không phải như vậy. Hắn nhìn trong chốc lát mới kết luận, hải đường ảm đạm, trong phòng hắn cũng không có nhiều đồ đạc, ta đã tìm kiếm rất lâu vẫn không tìm được khối lộ như ngươi nói, nếu ngay cả cái trường này cũng không có thì ta thật sự hết cách. Hải đồng tròn mắt, đến một góc khác của đình ngồi xuống, có người nói, khối băng lộ kia là di vật của mẫu thân hắn đưa cho trước khi đến Tây Hoàng nếu như vậy, khả năng là hắn mang theo bên người. Ý ngươi là khối lụa kia có thể ở trên người hắn. Hải đường hỏi đệ đệ nhưng cũng như là tự hỏi bản thân mình, ngay cả hắc ti e của hắn nàng cũng sờ qua vài lần nhưng cũng không nhìn thấy có viết gì trên đó. Nàng cố gắng hồi tưởng, thân hình cao lớn của hắn còn có chỗ nào có thể giấu được đồ vật, suy nghĩ nhưng trên mặt nàng lại cảm thấy nóng, tại sao nghĩ đến hiên viên khiếu nàng lại đỏ mặt, tỷ có khỏe không? Thực nóng lắm sao? Hải đồng quan tâm không hiểu vì sao nàng đột nhiên trầm mặt rồi mặt lại đỏ bừng, không có việc gì. Nàng trả lời một cách nhanh chóng, muốn che giấu sự xấu hổ của mình, hải đồng nhíu mày, trở lại vấn đề tơ lụa, đệ nghĩ, chức tạo thuật rất quan trọng. Lại dựa vào tác phong của hiên viên khiếu khi thống trị Tây Hoàng, không có thể dễ dàng đem khối băng lụa kia một cách tùy tiện, hắn vỗ tay một cái, kết luận, đúng rồi, chỉ có thể như vậy, băng lụa nhất định ở trên người hắn, chỉ cần biết như vậy là được rồi tỉ đi lột quần áo của hắn đem hắn trần như nhộng chắc chắn sẽ tìm được hải đường thật kích động thật muốn kêu bạch hổ cắn cho cái tên tai họa này một nhát muốn ta lột áo quần của hắn hắn còn xem nàng là tỉ tỉ không sao lại kêu tỉ tỉ mình đi lột quần áo của nam nhân chứ vì lợi ích của toàn tộc việc này chắc không làm khó được tỉ hải đồng mỉm cười đem mọi việc phiền não quăng lên người tỉ tỉ khi bước đi vẫn cẩn thận tránh bạch hổ, không muốn bị nó xin một miếng thịt để hải đường đi lột áo quần của hiên viên khiếu biết đâu lại nhận được kết quả bất ngờ giống như bạch hổ kia. Hiên viên khiếu đối với tỷ tỷ thật sủng ái, dễ dàng tha thứ mọi việc, đương nhiên chỉ đối với một mình nàng, một người nam nhân đối với tất cả mọi người đều không có cảm xúc, nhưng chỉ riêng với một nữ nhân lai dễ dàng tha thứ, cho phép nàng cố. Tình làm bậy, còn không để nàng quá cách xa mình những việc này còn chưa đủ sao, hải đồng có thể lấy đầu mình ra đánh cược. Ánh mắt của hiên viên khiếu đối với hải đường nhất định có ý, biết đâu thêm một thời gian, bá chủ Tây Hoàng lại trở thành tỷ phu của mình thì sao? Như vậy chức tạo thuật kia còn sợ không đến tay sao, hắn vừa đi vừa mỉm cười, đột nhiên cảm thấy đây thật sự là một biện pháp tốt. Chương 8 Nguồn Mê truyện audio.com Khi hiên viên khiếu quay lại phòng, liền nhận được một ánh mắt nhiệt liệt thải đường ngồi ở góc, ôm bạch hổ, cắp mắt nhìn theo hắn, khẽ trắng đôi môi đỏ mọng không biết lại đang có chủ ý kính lạnh lùng nhìn nàng, đi đến ngồi bên bàn. Hắn mới từ quỷ thành phương Bắc trở về, nơi đó có một đoàn thương gia của Tây Hoàng gồm 60 xe tơ lụa vừa bị một đám thổ phỉ đánh cướp. Hắn mang theo 10 tên thị vệ trong vòng nửa ngày đã giải quyết sạch sẽ lũ thổ phỉ kia sau khi giao lại mọi chuyện cho thuộc hạ xử trí hắn quay về phủ với một thân phong trần mệt mỏi nhìn chiếc trương chứa mẫu tơ lộ có dấu vết bị di chuyển hắn không nói gì chỉ liếc nhìn hải đường một cái khi hiên viên khiếu quay lại phòng liền nhận được một ánh mắt nhiệt liệt thải đường ngồi ở góc ông bạch hổ cắp mắt nhìn theo hắn khẽ trắng đôi môi đỏ mọng không biết lại đang có chủ ý kính lạnh lùng nhìn nàng đi đến ngồi bên bàn hắn mới từ quỷ thành phương bắc trở về nơi đó có một đoàn thương gia của Tây Hoàng gồm 60 xe tơ lụa vừa bị một đám thổ phỉ đánh cướp. Hắn mang theo 10 tên thị vệ trong vòng nửa ngày đã giải quyết sạch sẽ lũ thổ phỉ kia, sau khi giao lại mọi chuyện cho thuộc hạ xử trí, hắn quay về phủ với một thân phong trần mệt mỏi, nhìn chiếc trương chứa mẫu tơ lộ có dấu vết bị di chuyển, hắn không nói gì chỉ liếc nhìn hải đường một cái, mọi hành động cũng như mục đích của nàng, hắn đều đoán biết, nhưng không lật tẩy nàng mà chỉ muốn để nàng tự mình lộ ra sơ hở, hải đường buông bạch hổ, chậm rãi tiến đến bàn đá tiếp cận hiên viên khiếu, tầm mắt của nàng có điểm thẹn thùng, có chút thấp thỏm không yên, vương hôm nay sớm như vậy đã trở về, không đi làm sao, nàng cố gắng bắt chuyện muốn giảm bớt cảnh giác của hắn. Nàng vô tâm vuốt vuốt lên cây roi da của hắn, vì có quỷ kế nên lòng nàng có chút bất an, vuốt vật trong tay cảm thấy có phần kiên định, hiên viên khiếu không để ý đến cử chỉ của nàng, lại cảm thấy hạ thân có chút căng thẳng, nàng xác thực không phải là nữ nhân giỏi mê hoặc lòng người, nhưng mỗi cái giơ tay nhất chân đều động lòng người, lại vô tâm gợi lên dục vọng bên trong của hắn, đi quỷ thành. Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng mà thêm thâm trầm, hải đường trừng mắt, nơi đó không phải rất nhiều thổ phỉ sao. Vương đến đó làm gì? Tiêu diệt, hắn trả lời thật sự đơn giản, biết cái tên này sao từ nào đều đơn giản như vậy. Nàng cao mày, vẫn không buông tha, vòng quanh thân hình cao lớn của hắn, vương đi quỷ thành sao? Tại sao lại xử trí bọn thổ phỉ đó? Luật pháp của thương vũ hoàng triều do bạo quân hiên viên vô cực ban hành hết sức độc ác, tàn nhẫn, không cần biết thật giả, muốn chém liếng chém. Mà toàn ghép vào tội tru di cửu tộc, chém hết họ hàng chính tộc, hải đường cảm thấy phát trung. Tên cầm đầu, giết. Còn lại đưa đi lao dịch khổ sai. Hiên viên khiếu trả lời đơn giản nhưng trọng yếu. Hắn cởi bỏ nút thắt áo choàng, ngồi trên ghế ánh mắt nhìn hải đường. Bị hắn nhìn nàng có chút không tự nhiên, cúi đầu nhìn lại áo quần của chính mình có vấn đề hay không? Vì sao ánh mắt hắn luôn như diều hâu luôn đảo quanh người nàng? Vương cũng không đem những người đó toàn bộ giết hết đúng không? Nàng đưa ra nghi vấn, nhưng trong lòng cũng dần dần hiểu được. Không biết vì sao tuy hắn không nói rõ, nhưng nàng lại có thể đoán được tâm tư của hắn, trắng mất đầu tự nhiên sẽ loạn so với dùng đao giết người không bằng đưa đám người đó đi lao dịch, dùng lao động mà trả giá cho những việc họ đã gây ra, hắn thản nhiên nói nhưng không giải thích lý do phản lại luật pháp của phụ vương hắn, pháp luật của hiên viên vô cực là muốn trấn áp nhân dân, vì sao vương lại làm phản lại, nàng vẫn quấn quýt lấy hắn mà truy vấn. Nàng cảm thấy nếu hỏi rõ ràng sẽ thêm hiểu hắn. Con người bị nhân dân sợ hãi này, trong cơ thể tuy chảy dòng máu của bạo quân tàn khốc nhưng phương thức hắn đối với mạng người lại hoàn toàn bất đồng với phụ thân hắn nhìn thấy nàng hưng trí bừng bừng thống trị con người cũng như thống trị một con sông khai thông so với vây lại thì hiệu quả hơn hắn chưa từng nghĩ nữ nhân lại có thể có hứng thú đối với chính sự như nàng nàng mỉm cười mềm mại buông roi da trong tay nếu cứ như luật mà chấp hành thì ngay cả thân nhân của nhóm thổ phỉ kia cũng sẽ phải chết vương không làm theo là bởi vì không muốn liên lụy người vô tội đúng không? Khó trách Tây Hoàng lại có thể an ổn lâu dài, có người thống trị như hiên viên khiếu nhân dân có thể yên tâm mà sinh sống. Ở bên cạnh hắn không lâu, nhưng nàng đã có thể hiểu được hắn, rõ ràng hắn cùng bạo quân hiên viên vô cực là không giống nhau. Hiên viên khiếu không trả lời, ánh mắt nhìn nàng có chút lóe sáng rồi nhanh chóng biến mất, hắn nâng tay, nhìn nàng nghéo một cái ngón trỏ, tư thái thập phần ngạo mạn giống như không ai bị nổi đế vương, hải đường nhìn trái nhìn phải, mở to mắt, chỉ vào chóp mũi của chính mình, lộ ra vẻ mặt thật sự mê hoặc, vương gọi nô tỳ sao. Trên mặt hắn thoáng qua một chút lo lắng, trừng mắt nghiêm khắc, nơi này còn có người khác sao. Nô tỳ làm sao biết vương gọi bạch hổ hay gọi nô tỳ? Còn nữa, nô tỳ cũng có tên nha, vương không biết tên nô tỳ sao. Chui môi, nàng nhỏ giọng oán giận, vẫn là nghe lời đi về phía hắn, đến gần ghế đá kế tiếp, ngẩng đầu nhìn hắn, thân hình hắn cao lớn như vậy, mỗi lần đứng bên hắn nàng cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé, Hiên Viên khiếu nhìn nàng, trong tai không nghe rõ nàng đang thì thào cái gì, ngồi lên, mặt Hải Đường đột nhiên chuyển sang đỏ bừng, không nói gì, mở to mắt nhìn hắn. Khuôn mặt này trước kia nàng cảm thấy thật xuất nha, nhưng hiện tại nàng lại thấy nó thật đáng giận, hắn vì sao lại lạnh lùng như vậy? lời nói đó là có ý gì hắn đúng là muốn nàng ngồi trên đùi hắn sao vương lại sao không thêm từ thỉnh nàng bước lên chừng một tấc sau lại lui muốn né ra nàng càng lui sắc mặt hắn càng khó coi còn có lúc trước vung đã giận dữ với nô tỳ hai lần nô tỳ không được ngồi trên đùi vương đi lên thanh âm không cao nhưng lạnh làm cho người ta phát trung lại cùng với biểu tình nhíu mày của hiên viên khiếu hải đường giống như bị kim đâm nhanh chóng ngồi lên đùi hắn lại còn hào phóng dùng hai tay vòng qua gáy hắn, nô tỳ đến đây. Nàng tuyên bố nói, biểu tình của hắn như vậy, ai lại dám không ngoan ngoãn nghe lời, thân thể của nàng thật nhẹ tai tỏa ra hương thơm của nữ nhân. Hắn vương cánh tay kiên cố nhanh chóng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, vì sao lại có hứng thú với chính sự. Hiên viên khiếu vừa hỏi vừa hưởng thu hương thơm ngát trên người nàng, nàng mềm mại, đầy đà kề sát hắn, làm cho dục vọng của hắn giống như ngọn lửa bắt đầu bùng cháy hải đường không phát hiện nguy hiểm đang đến gần ở trên người hắn tự nhiên xoay chuyển tìm một vị trí thoải mái ông hắn như vậy nàng cảm thấy quen thuộc giống cảm giác ôm bạch hổ ngủ mỗi đêm vừa ấm áp vừa an tâm thời gian này về đêm nàng đều ôm bạch hổ ngủ yên nhưng đến sáng tỉnh dậy không biết vì sao bạch hổ lại ở dưới giường nàng thích cảm giác ôm bạch hổ giống như một ngọn lửa ấm áp bao quanh nàng cơ bắp trắng chắc nhịp đập của tim, cùng với hơi thở đều bảo vệ nàng. Môi nàng khi đang ngủ thường cảm thấy tê dại, nhưng là bị con bướm, cánh chim xoát qua. Cảm giác này thật thích, lúc này ngôi trên đùi hiên viên khiếu, loại cảm giác đó lại xuất hiện, nàng cảm thấy có chút hoang mang, vô thức vương đầu lưỡi liếm liếm môi. Hành động của nàng làm cho hắn. Càng thêm thâm nùng, ánh mắt nhanh chóng lao xuống sườn mặt xinh đẹp của nàng, hải đường lắc lắc mái tóc xinh đẹp mềm mại làm cho nô tỳ có hứng thú không phải là chính sự mà là vương nàng thành thực nói muốn dời đi suy nghĩ miên man vì sao nàng nghiêng đầu rồi lại lắc đầu nô tỳ không biết vấn đề này ngay cả nàng cũng không có đáp án chỉ cần trộn được chức tạo thuật nàng sẽ trốn đi nàng và hắn suốt đời cũng sẽ không có cơ hội gặp lại bởi vì sao lại muốn quan tâm hắn mục đích của nàng chỉ có chức tạo thuật a vì sao thời gian nghĩ đến hắn so với tìm kiếm chức tạo thuật lại nhiều hơn. Nàng một bên hoang mang, một bên không để ý hoạt động cái mông, nàng cảm thấy có cái gì đó cứng rắn, nóng cứ đụng phải nàng, làm cho nàng không chút thoải mái, hải đường khinh khinh cái mông, rút cuộc tìm được vị trí thoải mái, bỗng dưng, nàng ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt vãng không thay đổi, nhưng trong mắt lại ngập tràn lửa dục, nguy rồi, nàng lại sai lầm rồi, hải đường đỏ mặt dãy dụa, muốn rời xuống, nhưng lúc này hắn không chịu buông tay cánh tay nhanh chóng vòng qua thắt lưng ôm nàng ngồi lại chỗ cũ ngồi yên đừng nhúc nhích hắn trong mắt toàn dục hỏa lời nói của hắn không có gì uy hiếp nhưng chỉ cần nàng dám tiếp tục động thân hắn sẽ xé nát quần áo của nàng đối với nàng làm gì thì làm thân mình nàng cứng ngắc như ngồi trên đống lửa không dám cử động sợ kích thích hắn lúc trước còn tính toán tìm cơ hội lột bỏ áo quần của hắn để tìm xem băng lụa giấu ở chỗ nào hiện tại nàng bi quan đoán nếu không cẩn thận người bị nhìn sạch sẽ hẳn là nàng nàng nín thở không biết hắn rốt cục muốn làm gì hắn có ý nhúng chàm nàng nàng sẽ chạy không thoát hắn cao lớn cường tráng lại là người quyền thế nhất tây hoàng muốn gì được nấy mà nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ nhỏ làm sao cự tuyệt hắn lâm hạnh nàng trong lòng bi ai thở dài biết không thể trông cậy vào hải đồng sẽ đến cứu vớt trinh tiết của nàng cái tên háo sắc kia hiện còn không biết đang lưu luyến trên giường nữ nhân nào, nếu dùng trinh tiết để lấy được chức tạo thuật nàng sẽ trở thành vĩ nhân, sẽ được người toàn tộc tán dương vài trăm năm. Nhưng là, nhưng như vậy thật sự mất mặt a à, mọi tộc nhân đều sẽ biết, nàng vì chức tạo thuật mà bị hiên viên khiếu ăn sạch, hải đường cao mày nghĩ, hai tay giao nhau sau gáy hiên viên khiếu, vô thức ngậm một lọn tóc của hắn, lý trí lúc thường cũng không nhận thức được cơ thể hiên viên khiếu, nhưng thời gian đêm khuya ôm nhau làm cho cơ thể nàng dần quen với hắn, vì vậy có thể giải thích vì sao nàng ngồi trong lòng hắn mặc dù có chút khẩn trương nhưng lại không sợ hãi. Thậm chí trong lòng còn có chút. Chờ mong. Cánh môi của nàng bắt đầu cảm giác có chút tê dại, bị ánh mắt hắn làm cho loạn chàng, hắn hô hấp trở nên nặng nhọc, dần dần tới gần nàng, ánh mắt giữ chặt nàng, thôi miên nàng, hải đường run run, không thể né tránh, trong vô thức chính mình đã khẽ mở đôi môi mềm mại đợi chờ nụ hôn của hắn, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, một đám người đang đứng tại chỗ gian nan hành lễ. Khiếu vương đây là nước ấm ngài yêu cầu, hắn cung kinh, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy trên ghế có một nam một nữ đang ôm nhau, khuôn mặt béo mút của hắn trở nên đỏ ửng. đám người khiên một bồn tắm bằng đá lớn, bên trong đổ đầy nước ấm, để ở cách ghế đá rất xa không dám tới gần. Một nha hoàng run run đưa đến đồ dùng cùng khăn tắm, sau đó vội vàng bước lùi lại, mọi người nhanh chóng xếp hàng đứng ở trước tường, cách hai người rất xa, đầu cúi xuống, cũng không dám thở mạnh, đi ra ngoài. Hiên viên khiếu nhíu mày, hạ mệnh lệnh, những người đó như nghe được lệnh đặc xá, tất cả đi thật nhanh ra ngoài, chẳng những không dám ở lâu mà ngay cả cái ngoái đầu nhìn lui cũng không có. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, có thể quỳ lạy trời đất, cảm tạ vì mình gặp đại nạn mà không chết chỉ có cổ tổng quản khi đóng cửa lại vụn trộn nhìn thấy trên đùi khiếu vương là một nữ tử xinh đẹp. Nữ nhân như thế nào lại không sợ khiếu vương, còn dám ngồi trong lòng ngài, còn lớn mật hơn, dám ngậm tóc đen của khiếu vương. Hắn thật sự tò mò, nhưng không dám lưu lại, chỉ dám đem nghi vấn để ở trong lòng là hắn nhìn lầm sao. Cái liếc mắt vội vàng kia lại nhìn thấy sắc mặt của khiếu vương tương đối nhu hòa, thực tế là biểu tình của khiếu vương khi nhìn cô nương kia có thể gọi là ôn nhu khiếu vương đối với nữ nhân ôn nhu có khả năng sao có phải hắn quá mức sợ hãi mà sinh ảo giác không thừa lúc người hầu mang đồ đến nàng nhanh chóng thoát ra khỏi đùi của hắn đến bên góc vụn trộm lấy tay ôm hai gò má đang rất nóng trái tim lại đập loạn nếu không có người vào đánh tan một thắc u mê kia nàng thật sự bị hắn thần phục bị hắn hôn thậm chí tùy hắn làm càng, nghĩ lại thật sự đáng sợ, mọi việc cùng với việc trong tạo thuật không có quan hệ gì, nhưng nàng lại không kháng cự được, lại như muốn hòa tan vì nhiệt độ của hắn, tùy hắn vuốt ve, chơi đùa, trở về. Sau lưng truyền lại thanh âm trầm thấp, rõ ràng vì nàng thoát đi nhưng cũng không hờn giận, Hải Đường lắc đầu, chạy đến bồn đá mới dám nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, "Vương không muốn tắm trước sao? Đợi lâu nước sẽ nguội." Nàng ấp úng nói, tay khô nhẹ làng nước, hiên viên khiếu nheo mắt, nhìn nàng một lúc lâu, nhận ra nàng đang e lệ mà trốn tránh, nhìn phản ứng của nàng, không nghi ngờ gì nàng vẫn là một xử nữ. Mặc dù mỗi tối nàng đều ôm hắn ngủ, trong lúc mơ màng vẫn đáp lại nụ hôn của hắn, thật nhẹ nhàng, không thuần thục. Vì sợ nàng tỉnh, hắn luôn khẽ liếm cặp môi mềm mại kia, tinh tế thưởng thức hương thơm trong miệng nàng, không dám hôn quá sâu, nhưng như vậy không làm hắn thỏa mãn, dục vọng của hắn bởi vì nàng mà kiềm chế, làm cho hắn cảm thấy đau đớn, hắn đứng dậy, cởi đi áo tròn trên người, đi đến bồn đá, nàng hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn chạy trốn. Vương đang làm cái gì? Mục đích cởi quần áo của hắn không phải là muốn ngay tại chỗ này, hưởng dụng, nàng đó chứ, hiên viên khiếu nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cơ thể mềm mại lạnh run rẩy, dục vọng đang bùng cháy lại thối lui. Hắn thà để dục vọng dày vào đau đớn, cũng không muốn làm cho nàng sợ hãi. Tắm rửa, thay quần áo. Hắn cố gắng hồi đáp, mẫn cảm phát hiện hải đường thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng nghĩ nguy cơ đã được giả bày, quay đầu nhìn quay muốn tìm vài thứ phân tán lực chú ý của hắn. Ngửi được mùi hương nàng tìm thấy một chén trà thơm, trước khi tắm, vương có muốn uống một chút trà không? Nàng cẩn thận bưng chén trà đến gần hắn, cho dù hắn là giận thật hay là vì dục hỏa nàng cung hy vọng hắn uống xong có thể giảm nhiệt chương 9 Nguồn Mê truyện audio com Hiên viên khiếu gật đầu, chậm rãi đi đến dục bồn, thùng tắm nha bà con, hải đường đem chén trà đi lại, động tác thập phần cẩn thận, trong lòng còn chút hồi tưởng đến cảm giác tiếp xúc da thịt của hắn mà có chút xấu hổ. Nghĩ đến xuất thần, nàng vô thức đụng phải tay hắn, nhiệt năng lại tăng vọt, nàng sợ tới mức vội vàng buông tay. À, nàng phát ra tiếng kêu hai tay buông quá nhanh làm chén trà bay về phía trước toàn bộ nước trà theo khuôn mặt hắn ướt đẫm rơi xuống chết tiệt hắn hung hăng trừng mắt nàng rủa một tiếng tức giận không biết nên đánh lên cái mông tròn trị kia một vài cái hay là hung hắn hôn nàng đến mứa nàng không còn sức để gây ra chuyện phiền toái hiên viên khiếu gật đầu chậm rãi đi đến giục bồn thùng tắm nha bà con hãy đường đem chén trà đi lại động tác thập phần cẩn thận trong lòng còn chút hồi tưởng đến cảm giác tiếp xúc da thịt của hắn mà có chút xấu hổ nghĩ đến xuất thần nàng vô thức đụng phải tay hắn nhiệt năng lại tăng vọt nàng sợ tới mức vội vàng buông tay a à, nàng phát ra tiếng kêu hai tay buông quá nhanh làm chén trà bay về phía trước toàn bộ nước trà theo khuôn mặt hắn ướt đẫm rơi xuống chết tiệt hắn hung hăng trừng mắt nàng rủ một tiếng tức giận không biết nên đánh lên cái mông tròn trịa kia một vài cái hay là hung hắn hôn nàng đến mứ nàng không còn sức để gây ra chuyện phiền toái, thực xin lỗi. Hải đường vừa nói vừa vội vàng tiến lên, muốn bù lại sai lầm vô tình kia. Thấy nước trà làm da thịt trên mặt hắn trở nên nóng đỏ, nàng cảm thấy thật ấy nấy cùng tự trách, nàng bức làng váy, dùng tơ lụa mềm mại lau nước trên mặt hắn, tuy lau sạch nước trà nhưng trên lớp da ngâm đen hiện lên một mảng hồng, nàng cảm thấy không có cách nào lau sạch, có đau không? Nàng vội vàng hỏi, hai tay ở trên mặt muốn giúp hắn giảm đi sự đau đớn. Nàng không phát hiện lúc này hai người khoảng cách thật gần, nàng tựa như đang đứng trong lòng hắn, hắn lắc đầu, vì sự lo lắng của nàng dành cho mình mà chân mày cũng giãn ra. Thật không? Nàng không nhìn thấy ánh mắt hắn có sự biến đổi, ánh mắt di chuyển, hai tay chuyển qua gáy của hắn, nhìn thấy ở đó có một phần bị bỏng mà hồng lên, khẳng định là rất đau, nàng trong lòng càng thấy khó chịu trước đây nàng tự bị nước nóng làm bỏng tay vì đau đớn mà òa khóc một thời gian mà hắn hiện tại bị bỏng rất nghiêm trọng vì sao lại không đau nàng nhớ đến động tác mẫu thân thường dùng lúc nàng còn nhỏ không chút nghĩ ngợi liền máy móc làm theo ban đầu là vỗ nhẹ gáy của hiên viên khiếu như vậy đã làm cho hắn rung động sau lại tiến đến gần hé môi thổi thổi lên phần da thịt có chút đau đớn kia cả người hắn như đông cứng như tượng đá thật giống nhau cặp môi ướt ác thổi nhẹ lên gáy hắn, cảm xúc mềm mại làm cho toàn thân hắn run lên, mà cái lưỡi linh hoạt nhỏ hồng của nàng còn liếm liếm lên vùng da kia, làm cho lý trí của hắn gần như là biến mất, không đau, không đau. Nàng xem hắn như một tiểu hài tử mà quên mất hắn chính là một nam nhân thật thụ, cử chỉ của hải đường chỉ là thuần túy quân tâm hắn, không có nửa ý dụ tình. Sau khi vượt qua dục vọng hắn cảm thấy sâu trong lòng có một cổ thật ấm áp. Cảm giác này thật tốt, cực lì tốt, thấy nước trà làm ướt áo quần của hắn, nàng ngẩng lên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng muốn xem người hắn có chỗ nào bị bỏng hay không, mau cởi quần áo ra. Nàng nói nhanh, trong một khoảng thời gian mà tình huống đã đảo ngược thành nàng vội vã muốn cởi áo quần của hắn, với đề nghị lúc trước của Hải Đồng muốn nàng tìm cơ hội cởi bỏ áo quần của hắn, trong lúc này nàng dường như đã quên mất không còn một mảnh. Nàng nhanh chóng tháo xuống hắc ti bào, như không nhìn thấy lòng ngực trần trụi của hắn mà trên người hắn đeo một viên ngũ sắc thập phần cổ xưa, hải đường vội vàng nhìn viên đá kia một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, một tay đem hắc ti bào ném qua một bên, sau đó xoay người đang nghĩ sẽ gọi người đem một chút nước lạnh đến, nhưng có cái gì đó đập vào mắt của nàng, làm cho nàng toàn thân cứng đờ, hít mạnh một hơi, đó là một cái dấu mơ hồ như móng vuốt hổ khắc sâu dữ tợn, nhìn vết ấn có thể khẳng định là được lưu trên người hắn khi còn rất nhỏ, vùng da hình thành những nếp nhăn xấu xí làm dấu ấn hổ kia càng thêm dọa người, nghe thấy thanh âm hít thở của nàng, hiên viên khiếu cứng người quay lại, cặp mắt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, liền hiểu nàng đã nhìn thấy cái gì, dấu ấn bạch hổ trên lưng hắn chính là thừa nhận tội nghiệp của hiên viên vô cực, đem lại cho hắn than phận hoàng tử vô cùng cao quý nhưng cũng chính là bóng ma của cái chết. Mọi người biết hắn thừa nhận phụ nghiệp, càng thêm sợ hãi, xem hắn như là hóa thân của hiên viên vô cực, từng có nữ nhân, trong lúc hoang ái nhìn thấy dấu ấn này mà bất chấp thân hình trần trụi chạy xông ra cửa đến đình viện kêu khóc, miệng la hết cho dù chết cũng không muốn cùng một ác ma đồng giường cộng chẩm, từ đó về sau hắn luôn luôn che giấu dấu ấn bạch hổ, không muốn để cho ai nhìn thấy, nhưng hôm nay lại lơ là phòng bị để hải đường phát hiện. Hiên viên khiếu toàn thân cứng ngắc nhìn nàng. Chầm chầm, chờ nàng hét chói tai hoặc là ngất. Nàng sẽ chạy, hay là kêu khóc lại chỉ vào mặt hắn kêu ác ma, hải đường run run nhìn hắn, lấy tay che miệng, sau đó nước mắt như trân châu, từng viên từng viên rơi ra khỏi mắt nàng, hắn sửng sốt, nàng khóc. Nàng bị dọa khóc sao, hải đường khuôn mặt vẫn động nước mắt, không như hắn đoán, nàng từng bước từng bước đến gần hắn, đôi tay nhỏ bé run rẩy xoa vào tấm lưng, vuốt ve dấu ấn bạch hổ mà chính hắn cũng không muốn chạm đến. Không đau, không đau. Nàng nói nhỏ bởi vì khóc mà nói cũng không rõ ràng, nàng thật sự không nhịn được tiếng khóc dần dần lớn hơn, không đau, không đau. Nàng vỗ về lưng hắn, lại càng khóc lớn tiếng, nhìn kỹ trên da thịt kia chẳng những có một dấu ấn xấu xí, mà nhìn cẩn thận lại có thể nhìn thấy rất nhiều vết roi cuộc trải rộng trên lưng. Là ai lại có thể đối với hắn tàn nhẫn như vậy? Nghĩ đến hắn từng bị tổn thương nàng cảm thấy đau, thật sự rất đau, khó trách hắn chưa từng cười, luôn cố tránh xa mọi người, nếu có người cũng thương tổn nàng như vậy, nàng cũng sẽ như hắn không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, phản ứng của hải đường làm cho hắn không thể nắm bắt, sau một lúc lâu hắn cũng không hiểu cái miệng nhỏ của nàng đang lầm bầm nói đều gì. Hắn chỉ có thể dựa vào thái độ của nàng để suy đoán nàng sẽ không vì dấu ấn kia mà chán ghét hắn. Sự nhận thức này làm cho tảng đá lớn trong lòng của hắn được buông xuống, nàng thế nhưng vẫn khó, bộ dạng giống như chịu uy khuất thật lớn. Nước mắt toàn bộ đều dính lên lưng hắn. Vì sao muốn khóc? Hiên Viên khiếu hỏi, không rõ vì sao nàng lại khóc thương tâm như vậy, hắn giơ tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nàng, bởi vì nàng vừa khóc vừa chỉ lên những dấu roi, ngẩng đầu lên bởi vì cảm thấy nó sẽ rất đau, rất đau. Nàng làm hắn chấn động, giống như có một đạo sét đánh tan sự cứng rắn trong lòng hắn, hắn là con của Hiên Viên vô cực, vì phụ thân gánh lấy tội nghiệp là đương nhiên, người ngoài luôn luôn sợ hãi cũng như cung kính với hắn nhưng chưa từng có người bởi vì đau xót cho hắn mà rơi lệ, theo trí nhớ của mình, dường như chưa từng có ai quan tâm, lo lắng vì hắn mà đau đớn. Ngay cả 18 năm trước, khi hắn vì dấu ấn bạch hổ mà sốt cao, một mình chịu sự đau nhất, cũng không có ai hỏi qua hắn đau hay không đau, chỉ có hải đường, lo lắng hắn nóng, lo lắng hắn đau, liền ngay cả thấy vết thương cũ trên lưng, cũng làm cho nàng, con mắt sáng lưu tuyền, không ngừng mà trào ra nước mắt, nàng khóc vì ta sao? giọng nói cứng rắn, mang theo chút xúc động, chưa từng có người để ý hắn đau đơn, nhưng nàng lại vì hắn mà khóc, cảm xúc vui sướng dào dạt, nhưng cũng hoảng loạn đau lòng, nàng khóc thương tâm thật sự là như đang tra tấn hắn, nước mắt cứ như từng giọt từng giọt ăn mòn lý trí của hắn, đừng khóc. hắn gầm nhẹ một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng, dùng hết khí lực ôm thân thể mềm mại của nàng, vết thương này của chàng nhất định đau. Rất đau, nàng tựa vào lòng hắn, thấp giọng cố chấp nói, cặp môi đỏ mấp máy, ma sát da thịt trước ngực hắn, à, um, từ đoạn này mình sẽ để hai anh chị thay đổi cách xưng hô thành chàng, nàng, thiếp nha các bạn. Khuôn mắt nhỏ nhắn mang theo nước mắt kề sát cơ ngực trần trụi, nàng nghe tiếng tim của hắn chấn động, cho dù thật sự đau, nhưng hiện tại cũng không còn nữa. Hiên viên khiếu ôm chặt nàng, đôi môi hiện lên một chút ôm nhu, thật sự mà nói đúng hơn là tươi cười thật là một niềm hân hoan nhỏ bé hắn bởi vì sự quan tâm của nàng mà sung sướng làm sao có thể nàng trừng mắt muốn chỉ trích sự cứng rắn của hắn nhưng khi vừa ngẩng đầu lên khẽ nhếch đôi môi liền bị bất ngờ đôi môi cực nóng chuẩn xác tìm được nàng áp lên cái miệng xinh xinh của nàng cảm giác tê dại khi ngủ mơ trong nháy mắt tăng mạnh vô số lần nhanh chóng chui vào tứ chi của nàng như hang ngàn đợt sóng hắn hôn chặt nàng không cho nàng nói chuyện cảm xúc sở hữu đều phát tiết trong nụ hôn, ngô. Nàng hô nhẹ, lại làm cho đầu lưỡi nóng rực có cơ hội linh hoạt tiến vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi thơm tho của nàng, lưỡi hiên viên khiếu khám phá môi nàng, dùng hai tay thăm dò cơ thể mềm mại của nàng, một tay dùng sức ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, tay kia tham lam đặt lên vùng ngực đẩy đà, mượt mà, mềm mại xoa nắng. Lần đầu tiên khi nàng thanh tĩnh mà hôn nàng, hắn phá lệ điên cuồng mà bá đạo làm càng, hải đường thở dốc, kinh ngạc, nhưng một loại khoái cảm nhanh chóng bảo phủ lấy lý trí của nàng, nàng không dãy dụa khỏi vòng tay của hắn, chỉ có thể ở trong vòng tay hắn thất thủ. Nụ hôn nhiệt liệt, liệt liên tục xâm nhập, nàng bị hôn đến muốn hôn mê, chỉ có thể dựa vào hắn, cả người bị nhiệt độ của cơ thể hắn thiêu đốt. Trong lúc đó, nàng lờ mờ không muốn phản kháng hắn, nàng chỉ cảm thấy nụ hôn cùng cái ôm của hắn vô cùng quen thuộc, nhưng không nghĩ ra hắn khi nào đã hôn qua nàng. Nàng hoàn hoàng không biết, lúc nàng ngủ say đặc bị hắn chiếm hết tiện nghi, ánh mặt trời ở Tây Hoàng chậm rãi xuống núi, ôm lấy bóng dáng hai người thật dài. Bạch hổ lười biến đứng dậy, đi ra cửa ngoài, cái đuôi linh hoạt phe phẩy ra tới cửa. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio com Hải đường ngồi trên ghế đá, ngây ngốc nhìn một viên ngọc cổ xưa trong lòng bàn tay, đây là viên ngọc mang trước ngực hiên viên khiếu, dường như ngay cả tắm hắn cũng không tháo xuống lúc trước hắn nhiệt liệt hôn nàng nhìn thấy nàng cúi đầu con mắt sáng nhìn trước ngực hắn mà không dám nhìn vào tầm mắt của hắn hải đường ngồi trên ghế đá ngây ngốc nhìn một viên ngọc cổ xưa trong lòng bàn tay đây là viên ngọc mang trước ngực hiên viên kiếu dường như ngay cả tấm hắn cũng không tháo xuống lúc trước hắn nhiệt liệt hôn nàng nhìn thấy nàng cúi đầu con mắt sáng nhìn trước ngực hắn mà không dám nhìn vào tầm mắt của hắn nhìn cái gì lúc đó hắn hỏi trong giọng nói mang theo hơi nóng thân mình hải đường chấn động tay chân có chút luống cuốn, không, không có gì, chỉ là nhìn viên ngọc thật đặc biệt. nàng ấp a ấp úng nói với hắn, phía trên truyền đến một thanh âm, nàng hoài nghi ngẩng đầu lên, đoán đó không phải là tiếng cười của hắn, đó là một loại âm thanh khác. hắn đem viên ngọc xuống đặt vào lòng bàn tay nàng, mang lên trên người, nhớ không được để nó rời khỏi mình. Hải Đường kinh ngạc, lại đúng lúc thấy Hiên Viên khiếu hai tay đặt ở trên hông, chuẩn bị cởi số quần áo còn sót lại, nàng mặt đỏ hồng nhanh chạy ra ngoài, không dám tiếp tục ở lại, hải đường suy nghĩ lại, hiên viên khiếu quyền uy rất lớn, nhưng ngoại trừ viên ngọc này thì trên người vốn không có bất kỳ trang sức nào khác. Lúc trước hải đồng nói, chế tạo thuật rất có khả năng ở trên người hiên viên khiếu, vậy thì viên ngọc này thật sự rất khả nghi, nhưng nàng thật không hiểu. Nếu viên ngọc này quan trọng như vậy vì sao hắn lại đem giao cho nàng, nàng ngồi trên đá suy nghĩ mãi cũng không hiểu, hai chân đung đưa, cái mông nhích qua nhích lại, sau ra ngồi trên ghế đá thật sự không bằng trên đùi hắn nàng hai má nóng bừng thầm mắng bản thân không đứng đắn vì sao cứ luôn nhớ đến thân hình rắn chắc của hắn nhìn lại viên ngọc nàng thở dài một hơi nhìn thứ này đã nhiều ngày nàng vẫn không tìm được bí mật đoán băng lụa ở bên trong nhưng nàng lại không có cách mở ra được nàng thật sự chán nản cho rằng viên ngọc này chỉ là một trang sức bình thường nàng tung hứng viên ngọc dưới ánh mặt trời nó hết sức trong suốt tỏa ra ánh sáng lưu ly tuyệt đẹp viên ngọc tuột tay bay xuống mặt đất nguy rồi nàng vội vàng ngồi xuống bên dưới ghế đá viên ngọc này mà hỏng thì nàng biết làm sao trong một góc đầu tiên truyền đến một tiếng cười thâm thúy tiếp theo thật nhiều âm thanh thanh âm đó dường như truyền đến bên trong phòng nhưng bạch hổ vẫn nằm im nhắm mắt dường như không nghe thấy hải đường quay đầu lại kinh ngạc vì có người có gan dám đi vào phòng của hiên viên khiếu không biết có phải do phơi nắng quá nhiều mà nàng cảm thấy hơi hoa mắt lại cảm thấy viên ngọc đang phát ra nhiệt độ, một cặp song sinh rất đáng yêu khoảng chừng 5 tuổi, mặc bộ đồ may bằng tơ lụa cao cấp của Tây Hoàng, một cái theo ngân tuyến, một cái theo kim tuyến, mà chiếc chuông bạc trên cổ của chúng cứ phát ra tiếng vang tương ứng với mỗi một bước chân đi, đến rồi, đến rồi, nàng rốt cuộc đến rồi. Hai đứa trẻ không biết sợ, chạy đến hai chân của nàng, tung tăng hai tay áo, đến rồi, đến rồi. Chúng như là đang ca hát giống như kêu, các em là ai? nhìn hai đứa trẻ có chút giống hiên viên khiếu, trong lòng nàng có chút vị chua, bên trong Tây Hoàng, người có gan đi vào phòng hiên viên khiếu không nhiều lắm, nàng suy đoán hai đứa trẻ này là con của hiên viên khiếu. Hắn là vua của Tây Hoàng, nếu lâm hạnh nữ tử sinh ra một, hai đứa nhỏ cũng không có gì lạ, chính là không biết vì sao trong đầu nàng lại xuất hiện một chút ghen tung, nàng cảm giác được mình đang ghen tị rất sâu. Đệ là A Kim, mùi ấy là A Ngân. Đứa trẻ mặc đồ theo kim tuyến nói, xem ra là một bé trai, đó gọi là tên sao. Cha mẹ các ngươi lấy tên cũng thật tùy tiện. Hải đường biểu môi, đi trở về ghế đá, trong lòng suy đoán mẹ của hai đứa kia sẽ là người như thế nào, hai đứa trẻ nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo nàng đến ghế đá, còn tự động đến gần, mỗi đứa ông lấy một đùi nàng vô cùng thân thiết đem khuôn mặt nhỏ gối lên trên người nàng, thật ra, nương đối với việc đặt tên này rất không có trách nhiệm, bé trai nói, không biện hộ giúp cho nương của mình, hai đứa trẻ này thật sự rất xinh đẹp, hải đường nhìn thấy đã thích nhưng lại không thể không cảm. Thấy ghen tuông trong lòng. Nhớ tới hiên viên khiếu cùng người khác có quan hệ xác thịt, nàng trong lòng thật khó chịu, hai đứa trẻ vẫn không buông tay, bé gái còn ngồi lên trên đùi nàng, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng cười, chúng ta rất thích tỷ nha, nhìn đi, chúng ta thật giống nhau. Bé trai nói, nhìn đi, là giống nhau. Bé gái cũng chỉ vào cái trán, giữa hai mi của cặp song sinh xác thực giống Hải Đường có một chu sa giống như đóa hoa, nhìn dấu chu sa, Hải Đường cắn chặt môi, trong lòng ghen tuông tăng lên vài phần, hai đứa trẻ cũng có dấu chu sa. Như vậy Hiên Viên khiếu đối với nàng có vài phần kính trọng, thậm chí còn hôn nàng là bởi vì nàng có dấu chu sa, giống với mẫu thân hai đứa trẻ kia, nghĩ đến đây, lòng nàng đau như cắt, muốn khóc thành tiếng, nước mắt bắt đầu rơi loạn, đừng khóc, tỷ làm sao vậy? Bé gái cuốn quyết nói, cầm lấy vạt áo giúp hải đường lau nước mắt, nàng lắc đầu, cảm thấy khóc trước mặt hai đứa trẻ quả thật rất mất mặt, nghĩ đến mục đích của mình khi đến bên cạnh hiên viên khiếu chỉ là để lấy cấp chức tạo thuật, hắn có tìm đến nữ nhân nào nàng cũng làm gì có tư cách mà chỉ trích hắn, nàng mở mắt trừng nhìn viên ngọc, cố gắng tìm ra điều bí mật, đập nó ra, không chừng là có thể được. Bé trai đưa ra đề nghị, mới nhỏ tuổi mà khi cười đã có vẻ mặt giả dối. Đừng nói bậy, đập hư ta biết ăn nói với hiên viên khiếu như thế nào. Hai đứa trẻ liếc mặt một cái, đồng thời đô khởi cái miệng, đập nó, đập nó. Bọn chúng ở bên cạnh nàng nhảy múa, đánh trống reo hò, không được. Nàng nghiêm khắc cự tuyệt, trừng mắt nhìn hai đứa trẻ kia. Đập hay không đập đối với bọn chúng quan trọng sao? Tại sao bọn chúng lại biểu hiện ra vẻ mặt lo lắng, đập nhanh, đập nhanh? Đứa trẻ hô lên, nóng vội đến nắm lấy quần áo của nàng, các ngươi thật phiền chết. Nàng thét lên, đứng lên muốn né tránh hai đứa sinh đôi này, nhưng vừa bước một bước, nàng liền cảm thấy dưới chân cứng ngắt, cả người chật vật đổ về phía trước, nàng hét lên một tiếng, viên ngọc trong tay không giữ được, bay ra ngoài, hai đứa trẻ này thật đáng giận, dám vương chân gạt té nàng, nàng té lăn trên đất, hai tay chống đỡ, quay đầu lại mắng chửi, các ngươi thật là lũ khốn khiếp nàng muốn bắt lấy hai đứa trẻ đánh vào mông chúng vài cái, nhưng hai đứa kia thật trốn rất nhanh, đảo mắt đã chạy ra một khoảng, hì hì, không cần đánh nha, tỷ xem nè, đây không phải là vật mà tỷ muốn tìm sao, bé trai cười cười, che chở cho bé gái ngây thơ, hải đường mở to mắt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy viên ngọc kia do bị rơi xuống, chạm phải cơ quan mà tách ra hai nửa, băng lụa bên trong lúc này rơi ra, nằm yên trên mặt đất, băng lụa giống như truyền thuyết, bên trên ghi rất nhiều văn. Tự nàng cầm lấy băng lụa xem, càng xem lòng nàng càng lạnh, bên trên tuy rằng ghi rất nhiều phương pháp chế tạo tơ lụa, cũng là văn tự mà nàng quen thuộc, nhưng những thuật ngữ nàng đọc không hiểu, cái gì là giới tuyến dệt nổi, vĩ tuyến hiền hòa. Mấy chữ này nếu tách ra nàng có thể hiểu được, nhưng ghép thành một chữ nàng lại thật rất mờ mịt, Hải Đường ngồi tại chỗ, bả vai mệt mỏi mà suy sụp, thật sự đáng chết, ta đọc không hiểu, có được băng lụa thì có ích gì. Nàng thì thào mắng cảm giác toàn thân đều mệt mỏi hai đứa trẻ sinh đôi nhích lại gần vương cánh tay nhỏ bé mập mạp sờ sờ đầu nàng an ủi đừng nản chí tỷ có thể tìm người biết rõ để dạy tỷ như vậy đến khi tỷ học được thì tự nhiên xem sẽ hiểu bé trai vẫn cười cười hãy đường nhìn tình hình trong đầu hiện lên một tia sáng đứa nhỏ này nói cũng có lý chức tạo thuật là do hiên viên khiếu mang đến tây hoàng hắn chắc chắn là người biết rõ nhất nàng chỉ cần cố gắng theo không sợ hắn không dốc lòng truyền thụ, các ngươi rất thông minh. Nàng rút cục mỉm cười, càng cảm thấy hai đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu, cặp song sinh đồng thời cười tươi, bước lên vài bước, cặp chuông trên người phát tiếng vang vang, vừa mới đòi đánh người, hiện tại lại khen ngợi à. Bé trai dễu cợt nhìn nàng, hải đường đang muốn tranh cãi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng vội vàng đem băng lụa giấu đi. Bạch hổ nằm trên giường đá cũng vì tiếng gõ cửa mà mở to mắt, tiếng gõ rất nhỏ đã có thể làm cho nó tỉnh giấc, mà hai đứa trẻ đánh trống khua chiên nó lại như không nghe thấy gì. Chuyện này cũng thật kỳ quái, cổ tổng quản cẩn thận đẩy cửa ra, thân hình mập mạp cung kính hành lễ, hải đường cô nương, đến giờ ăn trưa nhưng khiếu vương chưa hồi phủ, có lẽ sẽ ở lại trong thành hiên viên dùng cơm, nhờ cô nương đem thức ăn đưa đi. Hắn cầm trên tay một cái giỏ, bên ngoài kiệu đã đứng chờ, nhìn ra được thái độ của hiên viên khiếu đối với hải đường thật đặc biệt, thái độ của hắn cũng thay đổi, đối với hỉ đường rất cung kính, nàng gật đầu, đứng đậy phủi phủi thắt lưng, thật đúng lúc, ta cũng có sự tình muốn tìm vương. Nàng quay đầu, làm một động tác duỗi người đột nhiên cứng ngắc bên trong phòng trống rỗng, không có một ai. Chẳng lẽ bọn nhỏ không thích cổ quản gia sao? Lập tức bỏ chạy đi rồi. Nhưng khi bọn chúng đi nàng tại sao lại không nghe thấy tiếng vang của chuông cổ, viên ngọc trong tay có chút nồng, nhưng Hải Đường không phát hiện điều gì khác thường, chỉ cảm thấy có chút hoang mang, Hải Đường cô nương. Cổ quản gia thấy nàng sững sờ, liền kêu nhỏ, "Quên đi, chúng ta đi thôi." Nàng lắc bả vai, bước đi ra ngoài, Bạch hổ cũng nhảy xuống cửa ngắn, theo bên nàng, dùng cái đuôi đóng lại cánh cửa, sau khi bọn họ rời đi, bên trong căn phòng, không biết ở góc nào phát ra tiếng cười thanh thúy đáng yêu ánh mặt trời chiếu lên căn nhà mà tiếng cười lại thật lâu không ngừng